Chàng rể trường sinh, Đinh Dũng. Tập 24. Mày ở đây đợi đã, đừng đi lại lung tung. Đinh Dũng dẫn Cốc Thổ Phủ vào trong biệt thự số 1 hiệu chữ Thiên. Trước khi rời đi, anh còn dặn dò, nhớ không được giết người tùy tiện. Chủ tử yên tâm, tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn ở đây. Nghe Đinh Dũng nói vậy, Cốc Thổ Phủ vội bày ra bản mặt nịnh hót, chắp tay với Đinh Dũng. Thấy bộ dạng đó của Cốc Thổ Phủ, Đinh Dũng cau mày, nhưng không nói gì nhiều mà nhanh chóng rời đi, quay về nhà mình. Anh biết Cốc Thổ Phủ chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn ở yên đó, nhưng chỉ cần tên này không gây chuyện, không giết người ở biệt thự Thanh Thành Sơn là được. Với thực lực của hắn, chỉ cần không chủ động để lộ thân phận thì có lẽ sẽ không có ai ở Thanh Thành Sơn phát hiện ra. Nghĩ vậy, Đinh Dũng lại yên tâm hơn. Nghe nói hôm nay anh tới tham dự Đại hội Liên minh rồi, sau khi Đinh Dũng quay về, Hàn Phương Nhiên lập tức kéo anh vào trong phòng, hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng, hôm nay ông lại gọi điện cho em, ông nói với em rất nhiều. Nói tới đây, Hàn Phương Nhiên do dự một lát, sắc mặt tỏ vẻ áy náy, định nói gì đó lại thôi. Có phải nói anh quá ích kỷ phải không? Đinh Dũng cười nói, thực ra anh cũng đã đoán ra ý Hàn Tông Khôn gọi cho Hàn Phương Nhiên nói gì rồi. Nghe vậy, Hàn Phương Nhiên sững người, sau đó tỏ vẻ áy náy, nắm tay Đinh Dũng. Nói, xin lỗi Đinh Dũng, em. Thực ra anh đã đoán được lâu rồi, Hàn Phương Nhiên còn chưa lên tiếng thì Đinh Dũng đã vội che miệng cô lại, lắc đầu nói, Đại hội Liên minh lần này trông thì như chúng ta chiếm ưu thế nhưng trên thực tế em cứ nghĩ mà xem, nhà họ Tần Thị và nhà họ Yên là gia tộc thế nào. Bọn họ dù sao cũng là gia tộc lớn ở Giang Bắc, không phải thế lực mà nhà họ Hàn và nhà họ Trương có thể địch lại được. Anh làm vậy cũng là vì nghĩ cho nhà họ Hàn thôi. Mặc dù rủi ro và cơ hội song song tồn tại nhưng bố con nhà họ Trương trung thành với anh, còn nhà họ Hàn, ngoài Phương Nhiên em ra thì nào có ai làm gì cho anh. Cho nên, lần này đến lượt Hàn Phương Nhiên che miệng Đinh Dũng. Cô bặm môi lắc đầu nói, Đinh Dũng, em tin vào lựa chọn của anh, và lại trước đó, là em có lỗi với anh, em thay mặt cả nhà xin lỗi anh. Nghe vậy, Đinh Dũng liền ôm Hàn Phương Nhiên vào lòng, khẽ giọng nói, thực ra đối với anh mà nói có em là đủ rồi. Em yên tâm, đợi em ngồi vào vị trí chủ tịch của tập đoàn, anh nhất định sẽ giúp em thúc đẩy tập đoàn phát triển, Đinh Dũng ôm lấy Hàn Phương Nhiên mà tỉ tê. Đây là anh nói đấy nhé, Hàn Phương Nhiên bĩu môi, khóe mắt Phương thêm giọt nước mắt trực chờ rơi. Sau đó, cô đột nhiên cười nói, ông nội đã nói rồi, ông sẽ về nghỉ ngơi sớm thôi, tới úp đó vị trí chủ tịch sẽ giao cho em. Em nhất định sẽ cố gắng, khiến tập đoàn ngày càng phát triển. Đinh Dũng sững người. Không ngờ Hàn Tông Khôn lại nói ra suy nghĩ sớm vậy, thế rồi anh vô thức hỏi, thật sao? Ông đồng ý nhường vị trí cho em rồi. Theo như thái độ trước kia của Hàn Tông Khôn thì ông ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy, lẽ nào ông ta có vấn đề gì? Nếu không thì Hàn Tông Khôn sao có thể buông tay như vậy? Kể cả là lần trước, ông ta cũng chỉ nói Hàn Phương Nhiên có năng lực thì ông ta mới giao vị trí cho cô. Em cũng không biết, Hàn Phương Nhiên lắc đầu. Vẻ mặt mang theo sự do dự phân vân. Trên thực tế cô cũng có đôi chút hoài nghi, nếu như theo sự hiểu biết của cô về Hàn Tông Khôn thì chắc chắn xảy ra chuyện gì nên ông mới nói ra những lời thế này. Đúng lúc này, đột nhiên điện thoại của Đinh Dũng vang lên. Là Tiểu Tuyết gọi đến, Đinh Dũng cầm điện thoại lên xem. Anh nghĩ lại thì thời gian này anh quả thực chưa quan tâm sát sao đến Tiểu Tuyết, lúc này Đinh Dũng không khỏi cảm thấy áy náy. Còn Hàn Phương Nhiên đương nhiên cũng cảm nhận được sự thay đổi của Đinh Dũng, cô vội nói, mấy ngày gần đây anh hơn bận, lâu rồi không đi thăm Tiểu Tuyết, mau nghe đi. Đinh Dũng gật đầu, hít vào một hơi thật sâu, bấm nghe. Anh làm gì thế, trong điện thoại vang lên giọng nói của Tiểu Tuyết, giọng của cô rất nhẹ. Nghe giọng Đinh Tuyết, Đinh Dũng chợt cảm thấy ấm lòng, anh cười nói, anh không sao, anh ở nhà với chị dâu thôi. Tính thời gian thì hình như em sắp được nghỉ rồi nhỉ, Đinh Dũng chợt nghĩ. Bọn em sắp nghỉ rồi, trường sắp tổ chức hoạt động ngoại khóa, em chuẩn bị tham gia, nói tới đây, Đinh Tuyết do dự một lúc rồi mới nói tiếp, hoạt động này có thể dẫn theo người nhà, em muốn hỏi xem anh và chị dâu có muốn đi cùng bọn em cho thư giãn không? Đi đâu em, vốn dĩ Đinh Dũng định từ chối vì anh đã đồng ý với Thiết Vô Cực 3 ngày sau cùng tới đỉnh Lạc Hà nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì Hàn Phương Nhiên đã lên tiếng trước, bao giờ tổ chức, chị và anh nhất định sẽ đi. Thật sao, giọng Đinh Tuyết mang theo vẻ ngạc nhiên, cô vội cười nói, sáng mai xuất phát, tới núi Thiên Môn ạ. Núi Thiên Môn cũng rất hay,
là ngọn núi tình yêu trong truyền thuyết, nghe Đinh Tuyết nói tới núi Thiên Sơn, Hàn Phương Nhiên liền đồng ý luôn, ngày mai anh chị sẽ đến đúng giờ. Vâng, vậy em đặt vé xe cho anh chị nhé, hình như sợ Đinh Dũng từ chối, Đinh Tuyết không cho hai người cơ hội lên tiếng tiếp mà nói xong câu thì cúp máy, chị dâu, cứ vậy nhé, đặt muộn là không còn vé đâu ạ, mai gặp lại chị nhé. Thấy Hàn Phương Nhiên tắt máy, Đinh Dũng mới cười khổ, hỏi, sao em lại đồng ý nhanh vậy, tập đoàn bận lắm mà. Hai, Tiểu Tuyết có mấy khi chủ động bảo vợ chồng mình đi cùng đâu, em là chị dâu sao có thể từ chối được, Hàn Phương Nhiên lắc đầu, sau đó liếc nhìn Đinh Dũng, hỏi có phải anh có việc gì không. Sau 3 ngày nữa anh phải tới đỉnh Lạc Hà với quản gia nhà họ Thiết, thấy Hàn Phương Nhiên hỏi, Đinh Dũng không có ý che giấu. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Đinh Dũng. Vừa nghe Đinh Dũng nói tới đỉnh Lạc Hà, Hàn Phương Nhiên chợt thay đổi thái độ, vội hỏi, anh tới đỉnh Lạc Hà làm gì? Anh đã nghe tin tức chưa? Giờ đỉnh Lạc Hà đã có mấy người mất tích ở đó rồi. Cũng vì vậy nên anh mới đồng ý đi với quản gia nhà họ Thiết một chuyến, nói tới đây, Đinh Dũng lại lắc đầu, thôi bỏ đi, đã đồng ý với Tiểu Tuyết rồi thì cứ tới đó một chuyến xem, chỉ cần 3 ngày sau anh kịp quay về là được. Em yên tâm, tới đỉnh Lạc Hà anh sẽ cẩn thận. Anh sẽ không sao đâu, thấy Hàn Phương Nhiên lại định lên tiếng, Đinh Dũng vội liếc nhìn sang cô với ánh mắt đầy tự tin. Thấy ánh mắt tự tin của Đinh Dũng, Hàn Phương Nhiên định nói gì lại thôi. Mặc dù cô biết đỉnh Lạc Hà hiện giờ rất nguy hiểm nhưng cô biết một khi Đinh Dũng quyết định làm việc gì thì nhất định sẽ không thay đổi được. Và lại Đinh Dũng cũng đã quyết định rồi cho nên việc này không thể không làm. Nghĩ vậy, Hàn Phương Nhiên không nói thêm gì nữa mà chỉ gật đầu, tới lúc đó anh nhớ cẩn thận nhé. Ừ, em yên tâm, Đinh Dũng gật đầu cười nói. Đúng lúc này, trong đầu Đinh Dũng chợt hiện lên hình ảnh cốc thổ phủ ở biệt thự Thanh Thành Sơn, anh chợt cau mày. Nếu ngày mai đi cùng Đinh Tuyết tới núi Thiên Môn thì anh sẽ không thể ở đây trông chừng cốc thổ phủ được. Tên này vừa mới đến đây, nếu không ai quản lý thì có trời mới biết hắn sẽ không gây họa. Sao vậy, thấy sự thay đổi của Đinh Dũng, Hàn Phương Nhiên lên tiếng hỏi. Đinh Dũng hít sâu một hơi, lắc đầu. Anh không biết phải giải thích với Hàn Phương Nhiên thế nào. Nếu như nói với cô trên thực tế mình là một lão quái vật sống hơn 5.000 năm thì cô sẽ nghĩ gì? Phương Nhiên, em tin trên đời này có người trường sinh bất lão không? Đột nhiên Đinh Dũng nhìn Hàn Phương Nhiên hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Hàn Phương Nhiên vốn đang hoài nghi không biết Đinh Dũng bị gì, nghe vậy thì chợt sững người. Sau đó cô nhìn Đinh Dũng với vẻ mặt cổ quái, hỏi Đinh Dũng, anh rốt cục bị sao thế? Em đương nhiên không tin rồi, vạn vật đều có đầu cuối, trên đời sao có thể có người trường sinh bất lão được. Hai, quả nhiên là vậy, Đinh Dũng lắc đầu cười nói. Có muốn giải thích với Hàn Phương Nhiên về thân phận của anh cũng khó, do vậy mà Đinh Dũng ho hắng một tiếng rồi đổi chủ đề, nói tiếp anh có một người bạn tới đây, anh đã sắp xếp cho cậu ta ở trong trang viên Thanh Long. Vốn dĩ anh định dẫn cậu ta đi dạo nhưng hiện giờ chúng ta lại cùng Tiểu Tuyết tới núi Thiên Môn nên. Nói tới đây, Đinh Dũng dừng lại, nhìn sang Hàn Phương Nhiên với ánh mắt bất lực. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hàn Phương Nhiên cũng cau mày, vẻ mặt tỏ rõ sự áy náy, Đinh Dũng, là tại em không nghĩ nhiều như vậy nên đồng ý với Tiểu Tuyết rồi, hay là... Không sao, anh nói với cậu ấy nhé, Đinh Dũng chợt đỏ mặt, cố bày ra bộ dạng chẳng còn cách nào khác, nào ngờ Hàn Phương Nhiên đột nhiên nói, hay là bảo bạn anh đi cùng chúng ta. Dù sao thì cũng là trường tổ chức, chắc chắn sẽ đông người, tới lúc đó có thêm một người hay thiếu một người cũng không thành vấn đề. Ừ, để anh nghĩ đã, Đinh Dũng gật đầu, rồi lại lắc đầu. Nếu như dẫn theo cốc thổ phủ đi cùng thì có thể ngăn hắn dở trò, nhưng vấn đề ở chỗ tên này tự nhiên xuất hiện, không có thân phận gì trong xã hội thì sợ rằng hơi khó để xử lý mọi việc, phải nghĩ cách cho hắn một thân phận mới được. Trong khoảng thời gian ngắn này chắc chắn không xử lý được. Đặc biệt là đi tới núi Thiên Môn còn phải đi tàu, dẫn theo cốc thổ phủ lại càng không tiện, nên anh không thể mua nổi vé cho hắn. Thấy bộ dạng đó của Đinh Dũng, Hàn Phương Nhiên không hỏi gì nhiều, cho dù Đinh Dũng quyết định thế nào thì cô cũng ủng hộ vô điều kiện. Sau khi quyết định, tâm trạng của Đinh Dũng nhẹ nhàng hơn nhiều, thế rồi sau một hồi thảo luận với Hàn Phương Nhiên xem có nên sinh con chưa, hai người đại chiến tới nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Đinh Dũng biết tới bây giờ anh rất khó có con, hơn 5.000 năm nay không phải anh chưa từng có người con gái nào kề bên nhưng vì sự thay đổi của thời gian mà tới giờ tất cả người thân bên cạnh anh đã không còn trên đời nữa,
chỉ còn mình anh vẫn còn lăn lộn nơi bụi trần này, không thể nào thoát ra khỏi quỷ chú. Đã không thể thoát ra khỏi ràng buộc của đất trời để phi thăng, cũng không thể sống một cuộc đời như người bình thường, trải qua những năm tháng sinh lão bệnh tử thì chỉ có thể trầm luân trong kiếp luân hồi không hồi kết này. Sáng sớm, Đinh Dũng và Hàn Phương Nhiên bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của Đinh Tuyết. Anh, chị dâu, dậy thôi. Đinh Dũng ngồi dậy, nghĩ một lát rồi nói, quy định của trường em là phải đi tàu sao? Hả, không phải, trường chỉ quy định 9 giờ sáng tập trung ở chân núi Thiên Môn, đi thế nào cũng được. Nói tới đây, Đinh Tuyết ngừng một lát, phần lớn học sinh đều đi tàu, chỉ có vài học sinh đi xe riêng của nhà. Anh hỏi vậy làm gì? Đinh Dũng như sợ Đinh Dũng định lái xe đi nên vội nói, đường tới núi Thiên Môn không dễ đi, lái xe đi không tiện. Vậy nhé, anh có một người bạn cũng muốn đi, có điều chứng minh thư của cậu ấy mất rồi, không mua được vé tàu, Đinh Dũng chỉ nói với ý chỉ cần có thể lái xe đi là được. Nghĩ vậy, không đợi Đinh Tuyết lên tiếng, anh nói tiếp, em trả vé tàu đi, lát nữa anh đi xe đến đón. Vâng, Đinh Tuyết do dự một lát rồi vẫn đồng ý. Sau khi Đinh Dũng cúp máy, Hàn Phương Nhiên không hỏi gì thêm mà nhanh chóng dậy vệ sinh cá nhân, sau đó hai người cùng lên xe rời khỏi biệt thự. Đinh Dũng phải để chìa khóa chiếc siêu xe lại thì Lâm Hồng Ngạn mới giãn cơ mặt, vội lấy chìa khóa siêu xe, sợ Đinh Dũng hối hận lại đuổi bọn họ ra khỏi cửa. Khụ khụ, Đinh Dũng anh đừng để ý nhé, Hàn Phương Nhiên ái ngại lên tiếng nói với Đinh Dũng. Đinh Dũng lắc đầu không nói gì, hành động của Lâm Hồng Ngạn anh đã quen lâu rồi. Lúc này anh cứ thế lái xe tới biệt thự số 1 hiệu chữ Thiên. Từ sau khi Hàn Phương Nhiên ăn dị quả, cô vào biệt thự số 1 không gặp vấn đề gì nữa. Quả linh căn vốn dĩ được ngưng tụ nhờ linh khí của Thanh Thành Sơn, lúc này Hàn Phương Nhiên giống như một quả linh căn, không những không bị ảnh hưởng bởi linh khí mà ngược lại còn được bồi bổ bởi linh khí của đất trời. Vừa tới gần biệt thự, Đinh Dũng đã ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng. Nghĩ tới sự hung tàn của Cốc Thổ Phủ, anh lập tức cau mày, mặt tối sầm cả lại. Sao vậy anh? Hàn Phương Nhiên phát hiện ra Đinh Dũng có gì đó không ổn. Lúc này sắc mặt Đinh Dũng tối sầm một cách kỳ lạ, trong ánh mắt còn mang theo vẻ nghiêm túc, trong lòng anh thật sự chỉ muốn giết Cốc Thổ Phủ cho rồi. Tối qua anh đã dặn hắn bao nhiêu lần, nếu Cốc Thổ Phủ còn dám làm trái lời anh thì cho dù thế nào anh cũng sẽ không tha cho hắn. Dừng xe lại, Đinh Dũng không kịp nghĩ gì nhiều, lập tức dẫn Hàn Phương Nhiên đi về phía cửa biệt thự. Loại khốn khiếp, bảo mày đừng, Đinh Dũng vừa nạt vừa đi vào trong. Nhưng anh vừa đi vào hai bước đã sững người. Cốc Thổ Phủ ngồi bên cạnh bể nước linh ở phía trước, bên cạnh hắn còn có một con thú nhỏ không còn hơi thở. Con thú này có bộ lông màu nâu đất, phần cổ có vết thương và đã bị gãy, chỗ bị gãy không ngừng chảy máu. À, Hàn Phương Nhiên thấy cảnh này thì giật mình, cô vô thức thét lên. Một người mặc áo choàng đen, ở bên còn một con thú đã chết. Đặc biệt còn đang rỉ máu. Nghe tiếng thét của Hàn Phương Nhiên, bóng người kia lập tức quay đầu lại nhìn. Dưới lớp mặt quỷ dị thường là đôi mắt tàn nhẫn hung tàn. Đinh Dũng, Hàn Phương Nhiên vội giật tay áo Đinh Dũng. Thấy cảnh này, Đinh Dũng cau mày, kéo tay Hàn Phương Nhiên ý nói cô đừng sợ, sau đó mới nói với Cốc Thổ Phủ cậu đang làm gì thế. Khi thấy Đinh Dũng, đôi mắt bạo tàn của Cốc Thổ Phủ chợt tan biến, hắn bày ra bộ mặt nịnh nọt, vội đứng dậy. Đợi đã, Đinh Dũng khoát tay, sau đó nhìn sang Hàn Phương Nhiên, em vào xe đợi anh đã. Hàn Phương Nhiên vội gật đầu, thận trọng liếc nhìn Cốc Thổ Phủ rồi mới quay người rời đi. Thấy Hàn Phương Nhiên rời đi, Đinh Dũng mới đi tới, ánh mắt lạnh lùng như hàn băng nhìn sang Cốc Thổ Phủ, chỉ vào con thú trên đất mà lạnh giọng nói, có việc gì vậy? Đinh Dũng vốn tưởng rằng Cốc Thổ Phủ lại giết người, chuẩn bị xử lý hắn thì lại thấy tên này chỉ giết một con thú. Lúc này dù trong lòng anh vẫn còn tức giận nhưng trong giọng nói đã không còn mang theo sát khí nữa. Hoặc có lẽ cảm nhận được sát khí đằng đằng của Đinh Dũng mà Cốc Thổ Phủ run rẩy, vội khom người cung kính chắp tay, nói chủ tử, việc này không thể trách tôi được. Cơ thể bằng máu của tôi vừa ngưng tụ chưa được bao lâu, cần máu tươi để bổ sung vào mới được, vừa hay con vật này chủ động nộp mạng cho nên tôi mới. Nói tới đây, Cốc Thổ Phủ ngừng lại một lát. Lén ngẩng đầu nhìn Đinh Dũng, nếu chủ tử thấy tôi làm không đúng thì người cứ phạt. Đinh Dũng nghe xong thì cau mày. Mặc dù anh không hiểu về cơ thể bằng máu này cho lắm nhưng chắc chắn việc tu luyện của nó không thể thiếu máu tươi được. Do vậy mà anh mới hắng giọng, nói kể cả cần máu tươi thì cũng không được sát sinh,
sau khi lấy một phần máu thì thả nó đi là được, hà tất phải sát sinh như vậy. Vạn vật tất có linh, không được sát sinh nữa, biết chưa? Đinh Dũng chắp tay đứng thẳng người, nhìn Cốc Thổ Phủ, điềm tĩnh nói. Nghe vậy, Cốc Thổ Phủ vội gật đầu, nói năng nhỏ nhẹ, chủ tử nói phải, là tôi sai, tôi không nên giết thú vật như vậy. Được rồi, hôm nay đi ra ngoài một vòng với tao, Đinh Dũng khoát tay, tỏ ý hắn không cần phải nhắc tới việc này nữa, sau đó anh lại nhìn ra ngoài biệt thự, hạ giọng nói, tao nói với Phương Nhiên mày là bạn tao, lát nữa mày và tao sẽ nói chuyện với nhau như bạn bè. Phương Nhiên là vợ tao, mày tốt nhất đừng đụng đến cô ấy. Chủ tử yên tâm, sao tôi có thể chọc tức chủ mẫu chứ, thấy Đinh Dũng nói vậy, Cốc Thổ Phủ lập tức phản ứng lại, nịnh bợ ra mặt. Sau vài câu dặn dò, Đinh Dũng mới yên tâm hơn, anh dẫn Cốc Thổ Phủ đi ra. Phương Nhiên, anh giới thiệu cho em, đây là bạn anh, tên cậu ấy là Thổ Bồi. Đinh Dũng dẫn Cốc Thổ Phủ tới bên xe, thấy Hàn Phương Nhiên chủ động xuống xe, anh mới kéo Cốc Thổ Phủ lại giới thiệu. Vì cái tên Cốc Thổ Phủ nghe quá lạ, và lại vì tránh có người nhận ra cái tên này nên Đinh Dũng đã cố tình nói lái tên của hắn thành Cốc Thổ Bồi. Chủ, chào cô, tôi là Thổ Bồi, Cốc Thổ Phủ chắp tay, cười nói với Hàn Phương Nhiên. Nói thật ra, hắn vẫn rất thích cái tên này vì nghe âm đọc cũng hay hơn cái tên trước đó nhiều, cho nên hắn quyết định đổi tên mình thành Thổ Bồi. Từ nay về sau, trên đời này không còn cái tên Cốc Thổ Phủ nữa, chỉ có Đại Ma Vương Thổ Bồi thôi. Hắn cũng không ngờ sau vài năm, cái tên Đại Ma Vương Thổ Bồi lại uy danh cả thế giới. Đương nhiên, những chuyện này để sau hãy nói, lúc này Hàn Phương Nhiên nghe thấy Thổ Bồi nói vậy thì cười nói, chào anh, tôi là vợ anh Đinh Dũng, tôi tên là Hàn Phương Nhiên. Sau khi nghe giọng nói của Thổ Bồi, Hàn Phương Nhiên nhẹ nhõm hơn hẳn vì giọng nói của Thổ Bồi không đáng sợ như bộ dạng u ám của hắn, ngược lại nghe giọng rất trong trẻo. Chúng ta đi thôi, đừng để Tiểu Tuyết đợi lâu, lúc này, Đinh Dũng mở cửa xe, liếc mắt với Hàn Phương Nhiên tỏ ý cô ngồi ghế sau. Lát nữa còn phải đón Đinh Tuyết, nếu để Thổ Bồi ngồi ghế sau thì không được hợp lý nên để hắn ngồi ghế phụ vẫn hơn, vừa hay Đinh Dũng cũng tiện trông chừng hắn. Sau khi lên xe, Đinh Dũng cứ thế lái ra khỏi biệt thự Thanh Thành Sơn, đi thẳng về phía trường của Đinh Tuyết. Lúc này, ở cổng trường có một nam sinh và một nữ sinh đeo ba lô đang đứng đợi. Cậu nam sinh mặt mày thanh tú, trong đôi mắt còn mang theo vẻ hồn nhiên, còn nữ sinh kia mặc dù nhan sắc không hẳn sắc nước hương trời nhưng dáng vẻ cũng vô cùng xuất chúng. Tiểu Tuyết, anh trai bao giờ mới tới đón cậu thế? Vương Siêu nhìn Đinh Dũng đầy ấm áp, trong đôi mắt tỏ vẻ ngưỡng mộ. Mỗi lần nghĩ tới anh trai Đinh Tuyết, Vương Siêu đều cảm thấy kính trọng. Cậu ta xuất thân nghèo khổ, cho dù ở trong trường hay ở bên ngoài thì đều không khỏi cảm thấy tự ti, nhưng từ sau khi quen Đinh Tuyết, cậu ta dần dần bước ra khỏi bóng tối, còn lần trước sau khi gặp được Đinh Dũng ở Thiên Hương Các, cậu ta mới biết hóa ra anh trai của Đinh Tuyết lại có bản lĩnh như vậy. Đó chính là một người mà đến cả những đại thiếu gia cũng chỉ có thể cúi đầu. Quan trọng là Đinh Dũng còn trẻ như vậy mà khí chất lại hơn người khiến Vương Siêu ngưỡng mộ không thôi. Nếu như cậu ta được như vậy thì tốt biết bao. Mình không biết, có lẽ anh ấy sắp đến rồi, Đinh Tuyết vô thức nhìn điện thoại trả lời. Đúng lúc này, bên trong trường có một chiếc BMW màu bạc lao ra, sau khi lướt một đường rất đẹp, mới đỗ lại trước mặt hai người. Ồ, đây không phải là Đinh Hoa Khôi sao, trong cửa xe lộ ra một gương mặt hết sức đẹp trai, người này huýt sáo. Nhướng mày nói với Đinh Tuyết, không có xe à, lên xe, tôi đưa cậu đi. Lý Tiêu, chúng tôi đang đợi người, không cần đâu, thấy người đi chiếc xe BMW, không đợi Đinh Tuyết Thiên lên tiếng, Vương Siêu đã chủ động từ chối hắn ta. Mặc dù mối quan hệ của hai người hiện giờ vẫn chưa đến mức rõ ràng nhưng Vương Siêu đã thầm coi Đinh Tuyết là bạn gái mình rồi, cậu ta đâu thể để người con trai khác tranh giành. Thế nhưng nghe vậy, mặt Lý Tiêu chợt tối sầm cả lại. Hắn ta hắng giọng với Vương Siêu, mỉa mai, mày là cái thá gì, tao nói chuyện với mày à? Mày, Vương Siêu chỉ vào Lý Tiêu, nhưng sau khi nhớ ra thân phận của hắn ta, cậu ta chỉ biết nghiến răng không dám nói thêm lời nào. Lý Tiêu là người nhà họ Lý, một gia tộc hào môn, ở trong trường hắn cũng là học sinh nổi tiếng, đặc biệt, sức mạnh của hắn cũng không kém Viên Thiếu Hạo là mấy, và lại sau khi nhà họ Viên bị lật đổ, Viên Thiếu Hạo gần như không xuất hiện ở trường nữa. Mày cái gì mà mày, im mồm cho ông đây, sau này khi tao nói chuyện với Tiểu Tuyết không được chõ mồm vào, nếu không, ông cho người xé mồm mày ra, Lý Tiêu hằn học uy hiếp, sau đó lại nhìn sang Đinh Tuyết, thời tiết hôm nay thật là lạnh,
cậu đứng đây không sợ cảm sao? Đứng với tên ăn hại đó đến cái xe còn không có, chỉ bằng đi theo tôi đưa cậu đi. Chồng ơi, ai thế? Đúng lúc này, một cô gái ngồi bên ghế phụ tỉnh dậy, mơ hồ nhìn ra bên ngoài, giọng nói nhõng nhẽo khiến người ta nghe mà sởn da gà. Cô ta trông cũng không đến nỗi nào, lại trang điểm rất đậm, trời lạnh thế này mà chỉ mặc cái cáo cúp ngực, để lộ ra bộ ngực căng tròn, chỉ cần cúi người xuống, bộ ngực lồ lộ kia càng được phơi bày một cách ngạo nghễ. Cô ta vốn dĩ còn nửa tỉnh nửa mơ, có lẽ là còn chưa tỉnh hẳn, nhưng khi thấy Đinh Tuyết, cô ta lập tức tỉnh táo thấy rõ. Cô ta nhìn Đinh Tuyết một lượt, sau đó lại nhìn sang cậu bạn trai Lý Tiêu, và đương nhiên đã hiểu ra mọi chuyện. Thế nhưng cô ta không hề tỏ ra tức giận mà ngược lại còn bật cười, nói với Đinh Tuyết, Tiểu Tuyết, sao cậu lại ở đây? Cậu đang đợi xe phải không? Bảo Lý Tiêu đưa cậu đi, sau khi thấy Đinh Tuyết, cô ta liền thay đổi cách xưng hô với Lý Tiêu, chỉ là khi nói tới câu này, trong đôi mắt cô ta hiện lên vẻ đố kỵ. Cô ta chính là Ngải Mễ, bạn cùng lớp với Đinh Tuyết, từ khi Triệu Đức Trụ bị Đinh Dũng dạy dỗ xong, cô ta liền lao vào Lý Tiêu, vì có sự bảo vệ của Lý Tiêu mà cô ta đương nhiên cũng được ăn sung mặc sướng. Thế nhưng Ngải Mễ biết rõ Lý Tiêu chẳng qua chỉ thích cơ thể của mình, có muốn được gả vào nhà hào môn lại là chuyện không thể, và lại cô ta biết Lý Tiêu thích Đinh Dũng, thay vì dụ dỗ Lý Tiêu thì chi bằng giúp hắn thực hiện tâm nguyện, như vậy nói không chừng còn có thể mọi thêm được ít tiền, dựa dẫm vào danh tiếng của Lý Tiêu mà sống sung sướng. Cảm ơn ý tốt của hai người, mình không cần đâu, Đinh Tuyết khoát tay, từ chối lời đề nghị. Đinh Tuyết đương nhiên biết Lý Tiêu mời mình vì điều gì. Tên này ở trường vẫn luôn ỷ vào mình có tiền, có thế lực nên theo đuổi cô điên cuồng. Có điều, Đinh Tuyết cũng biết hắn đã có bạn gái, và lại cô cũng không hứng thú với tên này. Tiểu Tuyết, sao lại đi cùng với cái tên vô lại này chứ? Đúng lúc này, Ngải Mễ thấy Vương Siêu ở bên Đinh Tuyết thì bật cười châm chọc. Vương Siêu, thật không biết cậu lấy đâu ra dũng khí mà theo đuổi Tiểu Tuyết, cậu cũng không đái lấy một bãi rồi tự soi xem mình có phẩm hạnh gì. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nghe vậy, mặt Vương Siêu đỏ hẳn lên, cậu ta nghiến răng, nói cậu mới là cóc ghẻ. Tôi thật lòng thích Tiểu Tuyết. Đinh Tuyết vốn định lên tiếng nhưng sau khi nghe thấy lời này, cô trợn tròn mắt, nhìn Vương Siêu không sao tin nổi. Mặc dù cậu ta vẫn luôn theo đuổi cô nhưng từ trước tới giờ chưa bao giờ nói ra từ thích, đây cũng là lý do khiến hai người chưa thẳng thắn thừa nhận để đến bên nhau. Thế nhưng Đinh Tuyết không ngờ Vương Siêu lại nói ra từ này trong hoàn cảnh như vậy. Hai người đúng là quá đáng, Đinh Tuyết vốn dĩ có thiện cảm với Vương Siêu, lúc này cô vội ôm cánh tay Vương Siêu, nói với Lý Tiêu, bọn mình đợi người, thật sự không cần sự giúp đỡ của hai người đâu, mời hai người đi cho. Tiểu tử, mày có phải rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt không? Còn không mau tránh Tiểu Tuyết ra, thấy Đinh Tuyết ôm cánh tay Vương Siêu, Lý Tiêu tái mặt, bước xuống xe, chỉ vào Vương Siêu mà nạt, đúng là loại ruồi nhặng đáng ghét, có tin ông mày tìm người phế mày không hả? Thấy Lý Tiêu xuống xe, Vương Siêu vô thức lùi về sau, rụt rè nói, mày đừng có đến đây. Lý Tiêu, tôi cảnh cáo cậu đừng có làm bừa, Đinh Tuyết kéo Vương Siêu, sau đó hạ giọng, đừng sợ, anh của mình sắp đến rồi. Đợi anh ấy đến, anh ấy sẽ có cách xử lý. Lý Tiêu, nghe Đinh Tuyết nói Đinh Dũng sắp đến, Ngải Mễ vừa xuống xe cũng giận người, vội hét, anh trai cậu ta sắp đến rồi. Anh trai, thấy phản ứng đó của Ngải Mễ, Lý Tiêu chợt cau mày. Cậu dám đụng tới chúng tôi, anh trai tôi sẽ không tha cho cậu, Đinh Tuyết tự tin nhìn Lý Tiêu nói. Mặc dù Lý Tiêu là người nhà họ Lý, nhưng Đinh Tuyết tin rằng chỉ cần có Đinh Dũng ở đây thì cho dù là ai cũng không làm gì được cô, đây là niềm tin tuyệt đối của cô dành cho Đinh Dũng. Ha ha, anh cậu là ai? Lý Tiêu nghe vậy thì nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú. Hắn nhếch miệng mỉa mai, tôi lại muốn xem ai mà ngông cuồng như vậy. Anh trai cậu ta chính là tên lần trước khiến Triệu Đức Trụ, Ngải Mễ lẩm bẩm khẽ nói với Lý Tiêu, nhưng nào ngờ cô ta còn chưa nói xong thì Lý Tiêu đã nhìn cô ta bằng con mắt lạnh lùng, tên Triệu Đức Trụ ăn hại đó mà cũng xứng để so với tôi à. Nghe vậy, Ngải Mễ biến sắc, sợ hãi, ôm lấy cánh tay Lý Tiêu, cọ cọ bộ ngực căng tròn của mình vào hắn mà làm nũng. Là em không tốt, Triệu Đức Trụ sao có thể so với Lý Đại Thiếu ra được chứ? Một câu của anh cũng đủ khiến hắn phải cút ra khỏi trường rồi, hắn không xứng để xách dép cho anh. Đinh Tuyết, tôi khuyên cậu tốt nhất ngoan ngoãn theo Lý Đại Thiếu ra đi, nếu không, Lý Thiếu ra mà không vui thì người thiệt là các cậu đấy. Nói tới đây,
Ngải Mễ lại lạnh lùng nhìn Vương Siêu, nạt cậu biết điều thì mau cút đi, nếu không Lý thiếu gia sẽ không tha cho cậu đâu. Tao chỉ có cái mạng quèn này, nếu mày muốn đụng tới Đinh Tuyết thì phải bước qua xác tao đã, cũng không biết Vương Siêu lấy đâu ra dũng khí, đột nhiên ưỡn ngực, cứ thế nhìn thẳng vào Ngải Mễ mà nạt. Khốn khiếp, cút đi, mày muốn chết phải không, thấy Vương Siêu đột nhiên thách thức mình, Lý Tiêu lạnh giọng, túm cổ áo cậu ta, ông mày giết chết mày. Hôm nay có ông trời đến đây cũng không cứu được mày đâu con ạ. À. Dừng tay, thấy Lý Tiêu định ra tay với Vương Siêu, Đinh Tuyết vội kéo cậu ta, nạt cậu dám đụng tới cậu ấy thì anh tôi sẽ không tha cho cậu. Trên thực tế, Đinh Tuyết cũng không biết với khả năng của Đinh Dũng thì có thể là đối thủ của Lý Tiêu hay không, nhưng Đinh Dũng là người thân duy nhất của cô, là chỗ dựa duy nhất của cô. Thế nhưng Lý Tiêu lại không quan tâm nhiều như vậy, hắn căn bản không hề biết Đinh Dũng là ai. Cũng chưa từng nghe tới tên Đinh Dũng, hắn cho rằng đó không phải là một nhân vật nổi tiếng. Đi sang bên cho tôi, Lý Tiêu hắng giọng, nhìn chằm chằm vào Đinh Tuyết rồi liếm miệng, hạ giọng nói, ông đây ưng cô đã là vinh hạnh cho cô rồi. Cô hỏi Ngải Mễ xem cô ta được hưởng những gì, ở bên tôi ăn sung mặc sướng chẳng phải hơn sao. Khốn khiếp, hôm nay tao phải cho mày biết khoảng cách của tao và mày là bao xa, dứt lời, Lý Tiêu nắm chặt tay lao vào đánh về phía mặt Vương Siêu. Mặc dù Vương Siêu ngày thường trông rất hiền lành ngoan ngoãn nhưng lúc này người ta đã đánh vào mình rồi, và lại còn đánh trước mặt người mà cậu ta thầm thương trộm nhớ, Vương Siêu không biết mình lấy đâu ra dũng khí, cứ thế vùng vẫy thoát ra khỏi tay Lý Tiêu, sau đó vô thức tung ra đòn đạp. Bịch một tiếng, Lý Tiêu đột nhiên ôm bụng loạng choạng ngã ra đất. Lý thiếu gia, anh không sao chứ, Ngải Mễ thấy vậy thì tái mét mặt, cô ta vội đi tới đỡ Lý Tiêu rồi chỉ vào Vương Siêu. Nạt các người xong rồi, dám đánh Lý thiếu gia như vậy, nhà họ Lý sẽ không tha cho các người. Nghe vậy, Vương Siêu cũng thay đổi thái độ, trong ánh mắt mang theo vẻ hoang mang sợ hãi. Danh tiếng nhà họ Lý mặc dù không phải nổi nhất ở Kim Châu nhưng cũng có thể coi là đại gia tộc ở đây, nếu như nhà họ Lý báo thù thật thì cậu ta quả thật không thể sống ở đất này nữa. Chỉ cần nghĩ tới việc bố mẹ mình cố gắng tích lũy cả nửa đời người mới đủ nộp học phí cho mình. Và lại mình rất có khả năng vì việc này mà tiên tan tiền đồ thì mặt Vương Siêu càng tỏ ra sợ hãi hơn. Đinh Tuyết thấy vậy cũng run sợ, cô vội kéo Vương Siêu lùi về sau, nhìn Vương Siêu với vẻ mặt đau khổ, nói cậu không sao chứ? À, đau chết mất, Lý Tiêu mặt mày đau đớn, che bụng, nghe vậy thì tái mặt, chỉ vào Vương Siêu mà nạt, mày đợi đấy cho ông mày lấy cái mạng mày đi. Nói rồi, Lý Tiêu rút điện thoại, gọi vào một số. Hét lớn, người đâu, ông bị đánh rồi. Thấy Lý Tiêu gọi người, Đinh Tuyết cũng run sợ. Cô biết dựa vào mình và Vương Siêu thì không phải đối thủ của Lý Tiêu, nên vội kéo Vương Siêu chạy vào trường. Chặn bọn họ lại, thấy hai người định bỏ chạy, Lý Tiêu lập tức đứng dậy, chỉ vào Đinh Tuyết và Vương Siêu mà hét lớn, hôm nay ông đây phải chóc xương lột ra nó, chặn bọn nó lại. Thế nhưng ở cổng trường cũng chỉ có mình Ngải Mễ, cô ta đâu thể đuổi kịp Vương Siêu. Thấy cả hai người sắp chạy vào trong trường, Đinh Tuyết cũng biết rõ chỉ cần vào trong trường thì người nhà họ Lý sẽ không dám hống hách, cũng không thể bắt người trong trường được, và lại chỉ cần kéo dài thời gian, đợi Đinh Dũng đến là sẽ an toàn. Thế nhưng đúng lúc này, hai bảo vệ đi ra. Hai người, mau chặn bọn họ lại, thấy bảo vệ, Lý Tiêu sáng mắt, vội hét lên với họ, giúp tôi chặn bọn họ, chặn một người thưởng 1.000 tệ. Hai tên bảo vệ kia thấy Lý Tiêu thì mặt mày thay đổi hẳn. Lúc này nghe Lý Tiêu nói mỗi người 1.000 tệ mà cả hai tên động lòng, vội đi lên chặn Đinh Tuyết và Vương Siêu lại. Ngoan đi, 2.000 tệ đấy. Tiền lương một tháng của bọn họ cũng chỉ đến hơn 3.000 tệ, giờ chỉ cần chặn hai người này lại là có thể có 1.000 tệ, cả hai tên đương nhiên không thể chậm trễ rồi. Đi ra, Đinh Tuyết bị chặn lại thì mặt cắt không còn giọt máu, lập tức nạt, hai người đúng là nối giáo cho giặc, nếu để nhà trường biết thì. Đừng sợ. Có tôi ở trường thì hai người sẽ không làm sao đâu, Đinh Tuyết còn chưa nói xong, Lý Tiêu lập tức bật cười ngắt lời Đinh Tuyết. Nghe Lý Tiêu nói vậy, hai người kia không hề do dự, cứ thế chặn Đinh Tuyết và Vương Siêu lại, một người trong đó còn dùng chiêu thủ của mình khiến Vương Siêu ngã ra đất. Vương Siêu và Đinh Tuyết đều là những học sinh mới 18 tuổi, sao có thể là đối thủ của hai tên bảo vệ này được? Vương Siêu bị quật xuống đất thì giãy giụa liên hồi nhưng cho dù thế nào thì cậu ta cũng không thể thoát ra nổi. Hai tên bảo vệ này luận về sức mạnh hay kinh nghiệm thì không biết hơn Vương Siêu bao nhiêu lần,
cho dù thế nào thì Vương Siêu cũng chỉ mất công vô ích khi vùng vẫy mà thôi. Ha ha ha, Vương Siêu, xong rồi, hôm nay bổn thiếu gia phải phế mày đi. Thấy Vương Siêu bị ấn xuống đất, Lý Tiêu đột nhiên bật cười lạnh lùng, vừa ôm bụng vừa đi tới, một chân đạp vào tay trái Vương Siêu và dụi thật mạnh khiến Vương Siêu kêu gào thảm thiết. Các người mau thả cậu ấy ra, Đinh Tuyết muốn cứu Vương Siêu nhưng cô chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, đương nhiên không phải là đối thủ của bọn họ, vừa đi tới đã bị Lý Tiêu ôm chầm vào lòng. Bàn tay hư hỏng của Lý Tiêu cứ thế mơn trớn phần hông Đinh Tuyết, tay còn lại nắm lấy đôi tay đang vùng vẫy của Đinh Tuyết. Cho dù cô cố gắng xoay người thế nào cũng không thoát nổi hắn, ngược lại còn như thêm phần kích thích hắn. Hi hi, cơ thể của Đinh Hoa Đán đúng là nảy nở, Lý Tiêu dạo dực trong người, cúi đầu hít hà mùi hương từ người Đinh Tuyết, nhếch miệng cười quái dị, không phải cô vẫn hay giả ngây thơ trong sáng sao? Lát nữa tôi phải xem cô lên giường trông sẽ ngây thơ thế nào. Thả tôi ra, Đinh Tuyết không ngừng vùng vẫy, nhìn Vương Siêu bị ấn dưới đất mà phát khóc đến nơi. Vương Siêu lúc này càng thêm điên cuồng, cậu ta chỉ muốn thoát khỏi tay đối phương, mắt cậu ta đỏ lừ, nghiến răng hét lên, Lý Tiêu, thả cô ấy ra, mau thả cô ấy ra. Nếu mày dám đụng tới cô ấy, tao liều chết với mày. Thấy Đinh Tuyết bị Lý Tiêu trêu ghẹo còn mình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, Vương Siêu tức tối không thôi. Cơn điên dại cứ thế khiến cậu ta như biến thành một người khác. Cậu ta mất đi lý trí. Nếu như không phải bị người ta ấn xuống thế này thì e rằng cậu ta đã xông lên liều mạng với Lý Tiêu rồi. Đúng lúc này, ở phía xa vang lên tiếng động cơ ô tô, một chiếc xe màu đen đi tới. Đinh Dũng lái xe đi tới cổng trường liền thấy mấy người đang giằng co với nhau, anh sững người nhưng sau khi thấy Đinh Tuyết bị người khác ôm chặt đang vùng vẫy, mắt Đinh Dũng đột nhiên lạnh hẳn lại. Đinh Dũng lập tức phanh xe dừng ở cổng, rồi nhanh chóng lao như mũi tên xuống khỏi xe. Thổ Bồi thấy vậy cũng vội theo sau. Chủ tử, sao vậy? Thổ Bồi hạ giọng hỏi. Hắn có thể cảm nhận được sát khí trong mắt Đinh Dũng rồi lập tức nhìn ngay về phía mấy người ở cổng trường. Hắn nhướng mày, thầm nghĩ nhất định phải làm gì đó để thể hiện trước mặt Đinh Dũng mới được. Đinh Dũng, lúc này, Hàn Phương Nhiên xuống xe, cô còn chưa kịp nói gì thêm đã thấy Đinh Tuyết bị người ta ôm chặt lấy, nên vội hét lên với Lý Tiêu, mau thả Tiểu Tuyết ra. Hàn Phương Nhiên dứt lời, Đinh Dũng đã đi tới phía Lý Tiêu, trong đôi mắt Đinh Dũng mang theo sát khí đằng đằng khiến nhiệt độ xung quanh như giảm đi vài phần. Cô vùng vẫy đi, cô càng vùng vẫy tôi càng hưng phấn, Lý Tiêu ôm chặt lấy Đinh Tuyết, cứ thế để cô thỏa sức vùng vẫy trong lòng mình khiến mình dạo dực hơn. Hắn hận không thể ấn Đinh Tuyết xuống rồi lao vào cô cho rồi. Thế nhưng lúc này, hắn chợt thấy đằng sau mình ớn lạnh. Hắn vô thức quay lại nhìn, khi thấy Đinh Dũng, hắn chợt run rẩy. Một cảm giác khó thở trỗi dậy khiến hắn bất giác lùi về sau nửa bước. Anh, mau cứu Vương Siêu, thấy Đinh Dũng, Đinh Tuyết chợt sững người, sau đó khoảnh khắc ngỡ ngàng, cô tỏ ra mừng quính, chỉ vào Vương Siêu đang nằm trên đất mà hét lớn. Thả cô ấy ra, đôi mắt lạnh như hàn băng của Đinh Dũng nhìn chằm chằm vào Lý Tiêu, lạnh lùng nói. Dù giọng nói của Đinh Dũng rất thản nhiên nhưng lại mang theo sát khí thấu trời, khiến Lý Tiêu run rẩy. Hắn vội nạt, anh là anh trai của Đinh Tuyết phải không? Tôi cảnh cáo anh, tôi là Lý. Tao nói lại lần nữa, thả con bé ra, Đinh Dũng cau mày. Lý Tiêu bị Đinh Dũng ngắt lời, đôi chân hắn không ngừng run rẩy. Thực sự thì sát khí trên người Đinh Dũng cúa rõ rệt, lại thêm bên cạnh Đinh Dũng còn có một tên đeo mặt nạ quỷ mặc áo choàng đen khiến hắn có dự cảm chẳng lành. Lý Tiêu vốn dĩ tự tin thì đột nhiên sợ hãi ra mặt. Thấy Lý Tiêu vẫn không có phản ứng gì, Đinh Dũng lại một lần nữa tiến lên phía trước, bàn tay hóa thành tàn ảnh trong không gian, bóp lấy cổ Lý Tiêu, dưới sức của anh, Lý Tiêu mất đi hẳn sức lực. Đinh Tuyết nhân cơ hội này thoát khỏi sự kiểm soát của Lý Tiêu, được Đinh Dũng bảo vệ. Sau đó, Đinh Dũng dùng một đạp vào bụng Lý Tiêu khiến hắn bay ra ngoài. Bịch, kể cả một đạp không dùng đến tu vi võ đạo thì với sức mạnh của cảnh giới kim đan, Lý Tiêu đâu thể chịu nổi đòn đạp của Đinh Dũng, hắn ngã ra đất, máu mũi sộc ra. Không sao bỏ dậy nổi. Anh, Lý thiếu gia là nhị thiếu gia nhà họ Lý, anh dám ra tay với anh ấy, nhà họ Lý sẽ không tha cho anh. Thấy cảnh này, Ngải Mễ không ngừng thét lên, chỉ vào Đinh Dũng mà nạt. Thế nhưng Đinh Dũng nghe vậy lại chỉ bật cười, quay lại nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng khiến cô ta thở gấp. Đúng lúc này, từ xa vang lên tiếng bước chân dồn dập. 7, 8 gã đàn ông cường tráng chạy tới,
Sau khi trông thấy Lý Tiêu co rúm một góc nằm dưới đất thì gã đi đầu tái mặt, lập tức chạy tới đỡ Lý Tiêu dậy, hỏi, Lý Thiếu Gia không sao chứ? Mấy người chúng mày phế nó cho tao, thấy người của mình đến, Lý Tiêu mặt mày tôi độc, cố gắng kiềm chế cơn đau, chỉ vào Đinh Dũng mà nạt, anh Cường, là nó đánh em, phế hắn cho em. Nghe Lý Tiêu nói vây, gã đàn ông đi đầu lập tức đứng dậy, cau mày nhìn Đinh Dũng, hạ giọng nói, là mày đánh Lý Thiếu Gia. Chủ tử, phải làm gì, thổ bồi vẫn đợi cơ hội đến, lúc này thấy gã thanh niên kia định gây rắc rối cho Đinh Dũng, hắn lập tức ý thức được cơ hội đến rồi nên vội khẽ giọng hỏi. Nghe thổ bồi nói vậy, Đinh Dũng đảo mắt nhìn đám người, lãnh đạm nói, đừng giết người là được. Vâng, vừa nghe vậy, ánh mắt thổ bồi lập tức tỏ vẻ hứng thú. Câu này của Đinh Dũng có nghĩa là chỉ cần không giết người thì thích thế nào cũng được. Từ sau khi thổ bồi thoát ra khỏi sự kìm kẹp, hắn vẫn chưa được thi triển nắm đấm của mình một cách thoải mái, vừa hay có được cơ hội giãn gân cốt, hắn phải thử một chút xem cơ thể bằng máu này của mình rốt cục thế nào mới được. Tiểu tử, cái gan của mày cũng không vừa nhỉ, dám động đến Lý Thiếu Gia, thấy Đinh Dũng không trả lời mình, gã thanh niên đi đầu hắng giọng, giơ tay phải ra, lấy dao ra đây, tao phải đích thân phế thằng này, trả thù cho Lý Thiếu Gia. Anh Cường, cứ phế nó, đừng nương tay, tôi phải cho nó biết đụng tới tôi có kết cục thế nào. Nghe anh Cường nói vậy, Lý Thiếu Gia mặt mày hung hãn thấy rõ. Anh Cường là vệ sĩ của nhà họ Lý, thân thủ không vừa, kể cả là mấy vệ sĩ bên cạnh các đại ca thì e rằng cũng chẳng có lấy mấy người có thể so với anh Cường, đối phó với Đinh Dũng rõ ràng dễ như trở bàn tay. Nghe Lý Tiêu nói vậy, tên anh Cường cứ thế cầm dao lao về phía Đinh Dũng. Thế nhưng hắn còn chưa lại gần Đinh Dũng thì thổ bồi đã chủ động lao lên. Hắn mặc chiếc áo choàng đen, mang mặt nạ quỷ và khí thế hùng hổ dọa người, vừa lại gần lập tức khiến mặt anh Cường tái đi, phải thay đổi vị trí mà né tránh. Ha ha ha, đằng sau lớp mặt nạ quỷ là tiếng cười quái dị của thổ bồi khiến người ta nghe mà sởn da gà. Anh Cường lúc này đúng là có cảm giác như vậy. Hắn thấy tên đeo mặt nạ quỷ thật quái dị, nhưng lúc này Lý Thiếu Gia lại ở bên, hắn chỉ có thể nghiến răng bấm bụng lao lên mà hét lớn, quỷ dị cái quái gì, chết đi cho tao. Dứt lời, anh Cường giơ con dao đâm về phía bụng thổ bồi, thấy sắp đâm trúng thổ bồi, anh Cường bật cười tôi độc, xem ra tên này cũng chẳng mạnh là bao. Thế nhưng giây phút sau đó, mặt hắn phải biến sắc, đôi mắt hắn suýt chút nữa nhảy ra khỏi tròng, hắn sợ hãi đến mức ngồi phịch xuống đất mà thét lên. Khi con dao sắp đâm vào thổ bồi, một bàn tay màu máu giơ ra khỏi lớp áo choàng, một tay nắm lấy con dao sắc lẹm, còn con dao sắc lẹm kia lại không thể nào khiến bàn tay màu đỏ như máu kia tổn hại gì, cứ thế bị thổ bồi nắm chặt trong lòng bàn tay. Kẻ đáng chết là mày, thổ bồi nói lại một câu, đem theo bộ dạng dị hợm của mình khiến anh Cường thất thần. Bàn tay màu máu cứ thể bóp thật mạnh khiến con dao biến dạng, còn cảnh này trong mắt anh Cường khiến hắn chỉ biết ngồi thử dưới đất. Ậm ừ trong họng mà không thể nói nổi thành lời. Anh Cường, mọi người cùng lên đi. Thấy anh Cường ngồi dưới đất, những tên đi theo hắn đến đây mặt mày đều biến sắc, tên nào tên nấy rút vũ khí với vẻ mặt khó chịu lao lên. Vì cơ thể anh Cường che đi nên bọn chúng không thể thấy được cảnh vừa nãy, nếu không thì bọn chúng chắc chắn không dám tới cứu người. Thổ bồi thấy vậy thì không hề bỏ chạy mà một mình xông lên, khuôn mặt đằng sau lớp mặt nạ quỷ mang theo điệu cười dị thường. Đã lâu lắm rồi hắn không vận động gân cốt, từ sau lần đại diệt trước, hắn vẫn luôn ngủ sâu trong bức tượng gỗ, sau này vì cơ duyên nên được tỉnh lại và vẫn luôn bị nhốt trong bức tượng. Nếu không phải tình cờ gặp được Đinh Dũng và gặp được huyết linh thì hắn đâu thể có cơ hội ra ngoài. Khó khăn lắm mới thoát được ra ngoài, hắn đương nhiên phải chơi cho thỏa thích. Mấy gã này trong mắt thổ bồi chẳng khác gì công cụ giải trí cả. Còn lúc này, anh Cường đã bị dọa cho mất mật từ lâu. Ban ngày ban mặt mà gặp phải ma nên anh Cường đã đái ra quần từ lúc nào, cứ thế nhìn chằm chằm vào thổ bồi giống như nhìn một con ma vậy. Ở một phía khác, hai tên bảo vệ sợ hãi thất thần, nhìn Đinh Dũng đi tới nhưng đâu dám giữ Vương Siêu, vội thả cậu ta ra rồi lùi về sau. Cậu không sao chứ, Đinh Tuyết nhìn Vương Siêu đầy lo lắng. Vương Siêu được giải thoát thì lập tức ôm chầm lấy Đinh Tuyết, mặt mày áy náy vô cùng, Đinh Tuyết, xin lỗi, đều tại mình vô dụng. Nếu như mình có thể giống anh trai cậu thì đã có thể bảo vệ được cậu rồi. Thấy em gái mình được một người con trai khác ôm vào lòng, Đinh Dũng không khỏi cau mày, có điều anh nghĩ lại thì Đinh Tuyết cũng đã lớn rồi, biết yêu cũng là chuyện thường tình. Có điều cậu thanh niên này cũng thật yếu đuối,
đến hai tên bảo vệ mà còn đánh không lại, bảo Đinh Dũng làm sao yên tâm giao em gái cho cậu ta được. Đinh Dũng đột nhiên manh nha ý định bồi dưỡng cho cậu ta. Đinh Tuyết và Hàn Phương Nhiên đều là người quan trọng nhất đối với anh, huống hồ Đinh Tuyết còn là người thân duy nhất của anh, nếu anh không thể ở bên cô thì phải giúp cô tìm một người bảo vệ cho mình, ngày ngày ở bên mình, đó cũng là một việc tốt. Có điều lúc này không phải lúc để nghĩ ngợi quá nhiều. Đinh Dũng gạt chuyện này sang bên, nhìn Đinh Tuyết, nói, hai đứa không sao chứ? Anh, em, nghe anh trai mình hỏi vậy, mặt Đinh Tuyết đỏ lên như quả táo, cô vội đẩy Vương Siêu ra rồi lắp bắp nói, anh, không phải như anh nghĩ đâu. Anh, em thật lòng thích Tiểu Tuyết, Đinh Tuyết còn chưa nói xong, Vương Siêu đột nhiên nhìn sang Đinh Dũng, trong ánh mắt mang theo sự thành khẩn. Cậu ta nói, em nhất định sẽ bảo vệ Tiểu Tuyết, chăm sóc cho cô ấy tận tâm. Cậu lấy gì mà bảo vệ nó, Đinh Dũng hỏi lại. Đinh Dũng, Vương Siêu nghe vậy thì khựng người, Hàn Phương Nhiên thấy thế liền kéo tay Đinh Dũng, hạ giọng nói, em cảm thấy cậu nhóc này cũng không phải là xấu mà. Em, Vương Siêu lắp bắp, không trả lời được. Cậu ta đến cả hai tên bảo vệ còn không đánh lại nổi, suýt chút nữa còn bị Lý Tiêu ép, lấy gì mà bảo vệ Đinh Tuyết. Nghe Đinh Dũng nói vậy, cậu ta mặt mày ủ ê, em nhất định sẽ tập luyện thật tốt, em nhất định sẽ bảo vệ được Tiểu Tuyết. Cậu có muốn theo tôi học mấy chiêu không? Đúng lúc này, Đinh Dũng khẽ cười, lên tiếng nói. Vương Siêu vốn dĩ còn đang luống cuống, không biết nên thế nào mới phải, đột nhiên nghe Đinh Dũng nói vậy, cậu ta chợt thẫn thờ, giây phút sau khi phản ứng lại, cậu ta quỳ phịch xuống đất, nói, sư phụ, xin nhận đệ tử làm đồ đệ. Hai, mau đứng dậy đi, Đinh Dũng giật mình, sao trông cậu ta lại không có vẻ gì là thông minh thế nhỉ, có điều anh vẫn cười nói, bái sư thì thôi, nếu cậu muốn học thì theo học cậu ta. Vừa nói, Đinh Dũng vừa chỉ tay về phía thổ bồi ở phía cách đó không xa. Lúc này thổ bồi đang xử lý vòng vây của 7, 8 tên đàn ông, cảm nhận được ánh mắt Đinh Dũng, hắn ta chợt giật mình, vội xử lý đám người rồi nhanh chóng tới bên Đinh Dũng. Thân thủ không tồi, cậu nhóc này giao cho cậu, dạy cho cậu ta vài chiêu, Đinh Dũng nhìn thổ bồi với ánh mắt khác thường rồi vỗ vào vai hắn. Nghe Đinh Dũng nói vậy, thổ bồi sững sờ, không khỏi cau mày. Nhưng nghĩ tới mức độ hung tàn của Đinh Dũng, hắn chỉ có thể gật đầu trong sự bất lực, nói, được, giao cho tôi. Bái kiến sư phụ, Vương Siêu cũng không phải kẻ ngốc, cậu ta biết người này chính là cao thủ, vội cung kính bái. Vừa hay sắp tới kỳ nghỉ, thời gian này cậu tới chỗ hắn học, học tới bao giờ thành thạo thì thôi, Đinh Dũng gật đầu, sau đó nhìn sang hai tên bảo vệ, thản nhiên nói, vừa rồi chính hai người ra tay với bọn họ phải không? Đúng vậy. Nếu không phải các người ngăn chúng tôi thì chúng tôi đã có thể quay về trường rồi, nghe Đinh Dũng nói tới việc này, Đinh Tuyết tức tối chỉ vào hai tên bảo vệ, nghiến răng mà nói. Nếu không phải vì hai tên này thì đã không kéo theo bao nhiêu chuyện như vậy, lúc này, cô đem mọi ấm ức nói hết ra. Thổ bồi nghe vậy thì lập tức nhìn sang hai tên bảo vệ, trong ánh mắt tỏ vẻ hung tợn. Từ những câu nói vừa rồi, hắn có thể nhận ra Đinh Tuyết là em gái Đinh Dũng, nghe Đinh Tuyết nói vậy. Hắn đương nhiên chú ý, lập tức nhìn chằm chằm hai tên kia với con mắt hằn học. Nếu không muốn chết thì chủ động đến xin lỗi em tôi, Đinh Dũng khoát tay, sau đó nhìn hai tên bảo vệ, điềm tĩnh nói. Mặc dù giọng Đinh Dũng nhất nhẹ nhưng lại mang theo sự lạnh lùng khôn tả khiến hai tên bảo vệ kia nghe xong thì sợ mất mật, đâu dám đi tới, chỉ có thể bấm bụng quỳ xuống đất, bưng mặt khóc lóc xin lỗi, chúng tôi không dám như vậy nữa, không dám nữa. Hừ. Nếu còn có lần sau thì không đơn giản là xin lỗi không đâu, Hàn Phương Nhiên hắng giọng, nói với hai tên bảo vệ. Các người cứ đợi đấy cho tôi, bố tôi sẽ không tha cho các người, đúng lúc này, Lý Tiêu bò dậy, trốn chui lùi, vừa đi vừa chỉ vào Đinh Dũng mà nạt, bố tao nhất định sẽ đến, chúng mày chết chắc rồi. Bố mày đến, vậy được đấy, đỡ mất công tao phải đi tìm ông ta, nghe Lý Tiêu nói vậy, miệng Đinh Dũng nhếch lên. Vừa hay. Đinh Dũng muốn tới nhà họ Lý một chuyến hỏi gia chủ nhà họ Lý xem dạy dỗ con cái thế nào. Ông ta đã muốn tới thì anh ở đây đợi ông ta. Bố mày là ai? Mạnh lắm hả? Thổ bồi bật cười, trong giọng nói mang theo sự giễu cợt. Mặc dù trước đó hắn vẫn bị nhốt trong tượng nhưng lại nắm rõ tình hình của xã hội trong lòng bàn tay, đương nhiên biết hiện giờ người người không sùng võ đạo, bố tên này e rằng cũng chẳng mạnh là bao. Hừ! Lần này có các nhân vật tai to mặt lớn trong hội liên minh ở nhà họ Lý bọn tôi, đợi bố tôi đến, các người đều phải chết,
Lý Tiêu cũng vừa biết được trong nhà họ Lý có nhân vật tầm cỡ tới. Bố hắn ta vừa mất đi con trưởng, nên đương nhiên sẽ càng thêm yêu thương con thứ như hắn. Nghe con trai bị ức hiếp, cho dù có nhân vật tầm cỡ ở đó thì đã sao, chắc chắn sẽ lập tức dẫn người tới. Thế nhưng câu này đến tai Đinh Dũng lại khiến anh nhướng mày. Nhân vật tầm cỡ trong hội liên minh tới nhà họ Lý. Trước đó khi đại hội liên minh, nhà họ Bách Lý đã xử lý con trưởng của nhà họ Lý, ép nhà họ Lý phải cúi đầu, thế này lại vừa đấm vừa xoa sao. Trong mắt anh Cường mang theo vẻ kinh ngạc nhưng nghe thấy nhân vật tầm cỡ trong hội liên minh, hắn đột nhiên có thêm tự tin, nhìn chằm chằm vào Đinh Dũng mà nạt, mày chắc chắn nghe nói tới hội liên minh nhà họ Bách rồi phải không? Nhà họ Lý dù gì cũng là một phần trong hội liên minh, dễ gì để mày ăn hiếp, đợi gia chủ bọn tao đến, mày nhất định phải trả giá. Nếu tao là mày thì tao sẽ không tự tin như vậy đâu, Đinh Dũng lắc đầu, sau đó liếc sang Thổ Bồi. Thổ Bồi lập tức hiểu ý. Mặc dù Đinh Dũng không nói rõ nhưng hắn chỉ cần động não một chút là hiểu ngay ý tứ Đinh Dũng, hắn cười gian dảo tiến về phía trước. Xoẹt, cơ thể Thổ Bồi hóa thành tàn ảnh, trong chốc lát hắn đã tới trước mặt Lý Tiêu, đằng sau lớp mặt nạ quỷ vang lên điệu cười đầy u ám. May, anh Cường tái mét mặt, chỉ thấy mắt hoa cả đi, trước mặt mình không còn bóng người nào mà ngược lại phía sau lại vang lên điệu cười man rợn, những người phía hắn rợn tóc gáy, bỏ chạy tứ phía. Mày muốn làm gì hả? Lý Tiêu giật mình, vô thức lùi về sau, nhưng hắn còn chưa kịp làm gì thì Thổ Bồi đã túm lấy cổ áo hắn, cứ thế nhấc bổng lên. Lần này Lý Tiêu mặt không còn giọt máu, anh trai hắn vừa mới qua đời chưa lâu, giờ hắn là con trai duy nhất thừa kế nhà họ Lý, hắn còn chưa kịp hưởng vinh hoa phú quý trên đời, sao có thể chết được? Nghĩ vậy, Lý Tiêu lập tức vùng vẫy điên cuồng, lên giọng nạt nộ, thả tao ra, tao cảnh cáo mày lập tức thả tao ra. Nếu không, bố tao đến nhất định sẽ cho chúng mày sáng mắt. Thả Lý Thiếu ra ra, mấy tên phía anh Cường thấy Lý Tiêu bị bắt đi thì mặt mày biến sắc. Nếu như để Lý Tiêu xảy ra chuyện gì trong tầm mắt mình, tới lúc đó gia chủ nhất định sẽ lột da chúng ra, cho dù thế nào cũng không thể để tên này làm gì Lý Thiếu ra. Mấy đứa chúng mày đi ngăn nó lại, anh Cường lập tức đưa ra quyết định, dẫn theo mấy tên đàn em xông về phía Thổ Bồi, định ngăn Thổ Bồi lại. Thế nhưng tốc độ của Thổ Bồi lại quá nhanh, nhanh tới mức bọn chúng căn bản không kịp phản ứng lại. Thổ Bồi di chuyển nhanh như điện, thoát ẩn thoát hiện và đã tới trước mặt Đinh Dũng. Bịch, Lý Tiêu bị Thổ Bồi ném xuống đất, sau đó giáng cho phát đạp, lập tức xin lỗi, nếu không ông mày ấn đầu mày xuống. Tao cảnh cáo mày, Lý Tiêu mặt mày tái mét, trong đôi mắt mang theo vẻ sợ hãi. Hắn còn chưa nói xong đã bị Thổ Bồi giáng thêm cho một đạp, xin lỗi. Tao không muốn nói lần thứ ba. Từ đầu tới cuối, Đinh Dũng không hề lên tiếng, nhưng ánh mắt anh lại lạnh như hàn băng. Lý Tiêu chỉ ngẩng đầu lên là đã thấy được ánh mắt của Đinh Dũng, hắn sợ hãi run rẩy, vội nói, xin lỗi, tôi. Lý Tiêu lắp bắp, hắn còn chưa nói xong thì từ phía xa đã vang lên âm thanh lốp xe trà vào mặt đất, ngay sau đó hai chiếc xe đỗ ở cổng trường. Một người đàn ông trung tuổi bụng phệ bước xuống. Nhìn Lý Tiêu ngồi dưới đất thì mặt tối sầm cả lại, các người dừng tay lại cho tôi. 7, 8 gã đàn ông đeo kính đen bước xuống xe, bên cạnh người đàn ông trung tuổi còn có một lão già mặc đồ thời đường, lúc này đang nhìn về phía Đinh Dũng mà mang theo nụ cười. Bố, mau cứu con, thấy bố mình dẫn người tới, Lý Tiêu đột nhiên có thêm tinh thần. Nghe giọng con trai, gia chủ nhà họ Lý lập tức dẫn theo người với mặt mày bất thiện xông lên. Gần như không hề có ý lên tiếng mà định ra tay với mấy người phía Đinh Dũng. Đinh Dũng nhướng mày, nhìn gia chủ nhà họ Lý ở phía xa với khí thế hùng hổ, nhếch miệng cười nhạt mà lãnh đạm hỏi, ông đến xin lỗi chúng tôi à? Xin lỗi, dám đụng vào con trai tôi, hôm nay tôi không lột ra các người thì tôi không mang họ Lý, gia chủ nhà họ Lý mặt mày khó coi, nghe Đinh Dũng nói vậy thì cơn phẫn nộ trong lòng lại trào lên, mấy đứa bẻ chân nó cho tao. Vâng, gia chủ. 7, 8 tên thuộc hạ đeo kính đen lập tức vâng lệnh, không hề chần chừ mà rút vũ khí xông tới Đinh Dũng. Cả đám người chỉ cần nhìn là biết thường lăn lộn trong chốn gươm đao, trên người còn mang theo sát khí đằng đằng. Gia chủ nhà họ Lý vừa có lời, chúng không hề chần chừ mà ra tay. Nếu như những người khác thì còn có thể không phải là đối thủ của chúng, nhưng lần này chúng gặp phải đại ma đầu sống cả hàng nghìn năm với cái tên Thổ Bồi rồi. Không cần Đinh Dũng lên tiếng. Thổ Bồi chủ động ra tay, lần này hắn không thừa thời gian mà chơi với 7, 8 tên này,
cứ thế ra tay xông vào đánh thật lực. Mấy tên vốn dĩ hùng hổ thì lúc này như bầy cừu non gặp phải sói, lập tức bị giày vò dưới tay Thổ Bồi. Lúc này, Thổ Bồi như ma vương giáng thế, cái mũ đầu màu đen trên người hắn vì tốc độ quá nhanh mà bay phần phật, còn điệu cười quỷ dị đằng sau lớp mặt nạ càng thêm phần dị thường khiến mấy tên kia mặt mày tái mét, sợ run người. Hắn không phải người, hắn không phải người, cũng không biết là tên nào hét lên trước mà bảy, tám tên kia không còn nổi dũng khí đối mặt với Thổ Bồi nữa, lập tức bỏ chạy tứ phía. Thấy cảnh này, lão già mặc đồ thời Đường từ đầu tới cuối vẫn nheo mắt cười đứng bên cạnh gia chủ nhà họ Lý lúc này không khỏi thay đổi sắc mặt. Mặc dù ông ta không cảm nhận được thực lực của Thổ Bồi nhưng trực giác mách bảo với ông ta rằng người này ông ta không đối phó lại được. Lý gia chủ, các ông sốt ruột muốn gặp con trai mình rồi sao? Đinh Dũng nhếch miệng cười lạnh lùng, nhìn Lý Phong gia chủ nhà họ Lý mà điềm tĩnh nói. Lý Phong nghe Đinh Dũng nói vậy thì mặt mày chợt biến sắc, vốn dĩ cái chết của con trai cả đã khiến ông ta vẫn còn canh cánh trong lòng, thế nhưng vì những thế lực trong hội liên minh quá mạnh, đặc biệt là nhà họ Bách Lý rõ ràng thể hiện như giết gà dọa khỉ, Lý Phong đương nhiên không dám nói gì. Thế nhưng lúc này Đinh Dũng lại nhắc tới việc này khiến ông ta như có ngọn lửa bừng lên trong lòng, ông ta nghiến răng tiểu tử, cậu đang muốn chết phải không hả? Ai đang muốn chết, đúng lúc này, Thổ Bồi sau khi xử lý mấy gã tay sai xong thì lạnh giọng lên tiếng. Lý Phong thấy những người mình đưa tới đây đều bị Thổ Bồi xử lý thì mặt mày tối sầm cả lại. Những người kia đều do ông ta bỏ tiền thuê về, bình thường chuyên phụ trách bảo vệ sự an toàn cho ông ta, nhưng nào ngờ tất cả đều phải khuất phục dưới bàn tay của Thổ Bồi. Đường lão, nhà họ Lý chúng tôi đồng ý gia nhập vào liên minh là dựa vào Thiên Âm Môn, đột nhiên, trong ánh mắt Lý Phong tỏ vẻ quyết đoán, ông ta quay đầu lại nhìn lão già phía sau mình mà khom người bái, mời đường lão làm chủ cho chúng tôi. Người được gọi với cái tên đường lão không hề có ý định ra tay. Từ đầu tới cuối ông ta vẫn nheo mắt, nhưng lúc này nghe Lý Phong nói vậy, trong ánh mắt ông ta thoáng qua vẻ do dự. Nếu như vừa rồi, ông ta nhất định sẽ đồng ý nhưng giờ tên này lại chọc phải một kẻ mạnh, đặc biệt là tên đeo mặt nạ quỷ kia đến cả đường khiết cũng không nắm chắc có thể khống chế đối phương. Nếu lúc này ông ta đồng ý thì e rằng sẽ đứng về phía đối lập với mấy người phía Đinh Dũng. Các vị, dĩ hòa vi quý, mặc dù nghĩ như vậy nhưng đường khiết vẫn đứng ra, khoát tay với Đinh Dũng. Cười nói, lúc nào rồi còn ân oán tương báo. Chỉ bằng nghe tôi nói một câu, các vị mỗi người lùi một bước, ân oán lúc này xóa đi được không? Đường lão, tôi cần liên minh cho tôi một câu trả lời. Nghe đường khiết nói vậy, Lý Phong nghiến răng, thậm chí còn lôi cả phần thừa kế của gia tộc ra. Chỉ cần liên minh có thể cho nhà họ Lý chúng tôi một câu trả lời công tâm thì chúng tôi nguyện đem kiếm phổ hiến cho đường lão, mời đường lão làm chủ cho chúng tôi. Thật sự, đường khiết vốn dĩ còn bày ra bộ dạng dĩ hòa vi quý, vừa nghe Lý Phong nói đem kiếm phổ hiến cho mình thì ông ta đột nhiên có thêm tinh thần, vô thức hỏi lại. Nhà họ Lý là dòng họ cổ duy nhất trong 9 dòng họ cổ vẫn còn chống đỡ một cách khó khăn. Mặc dù địa vị ở thành phố Kim Châu không ra gì nhưng dù gì đó cũng là gia tộc cổ, về nội hàm không phải gia tộc thường có thể so sánh được. Cho dù nhà họ Lý hiện giờ cũng không có ai có thành tích trong võ đạo. Nhưng đường khiết lại biết trong nhà họ Lý có một quyển phổ kiếm cổ, chỉ có điều nhà họ Lý bao nhiêu năm nay vẫn không ai có thể lĩnh hội, vì vậy mới dần thất truyền. Ông ta đến đây vốn dĩ là muốn lôi kéo nhà họ Lý, tiếp đó là dần dần thôn tính, nào ngờ Lý Phong lại chủ động dâng phổ kiếm, đường khiết lập tức động lòng. Chỉ cần đường lão có thể đứng ra làm chủ cho nhà họ Lý chúng tôi, bắt tên phản loạn kia thì tôi lập tức dâng phổ kiếm bằng hai tay cho ông. Được. Đường khiết chỉ sợ Lý Phong hối hận nên đồng ý vội. Ông là người của thế lực nào trong liên minh? Đinh Dũng nhìn đường khiết đầy hứng thú, nhướng mày hỏi. Nghe vậy, Lý Phong mới cười lạnh lùng, lần này ông ta bỏ gia tộc phổ gia truyền, ngoài muốn lấy lòng đường khiết ra thì nguyên nhân lớn nhất chính là vì Đinh Dũng. Cái chết của con trai cả chính là vết chém sâu trong lòng Lý Phong không bao giờ thôi hẳn. Nỗi đau khổ lớn nhất đời người chính là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Và lại cái chết của con trai ông ta gần như đã làm nứt mọi hy vọng về người thừa kế của nhà họ Lý, con trai thứ của ông ta không học võ thuật, căn bản không thể có khả năng dẫn dắt gia tộc. Tôi muốn hắn phải chết, nghĩ vậy, Lý Phong mặt mày tôi độc thấy rõ, ông ta chỉ vào Đinh Dũng mà nạt, những người khác tôi có thể không quan tâm nhưng hắn phải chết. Dám khiến con tao bị thương, tao nhất định sẽ bắt mày phải trả giá, Lý Phong nhìn Đinh Dũng chằm chằm. Hiện giờ ông ta chỉ còn một đứa con là Lý Tiêu nữa thôi,
nếu như Lý Tiêu xảy ra chuyện gì thì ông ta thật sự không muốn sống nữa. Nghe Lý Phong nói vậy, Đường Khiết ho hắng một tiếng bước về phía trước, cười nói, người anh em này, thật xin lỗi cậu, là do cậu làm trái với quy định của liên minh trước. Dứt lời, đôi lông mày Đường Khiết dựng lên, ông ta phất tay, đột nhiên một loạt kim châm cứ thế bay ra khỏi tay áo ông ta, hướng về phía Đinh Dũng. Đường Khiết là khách khanh của Thiên Âm Môn, lần này ông ta cùng Trần Khả Hân ra ngoài vốn là để bảo vệ Trần Khả Hân, lúc này ông ta đột nhiên ra tay khiến cả Thổ Bồi cũng không kịp phản ứng lại. Gần như chỉ trong chốc lát, cây châm kia đã tới rất gần Đinh Dũng. Khi cây kim sắp đâm vào trán Đinh Dũng, đột nhiên Đinh Dũng giơ tay phải ra khẽ gảy, đầu ngón tay trông cử động hết sức chậm rãi nhưng lại gạt đúng vào cây kim châm khiến nó bay ra ngoài. Đinh Dũng cau mày, nhìn Đường Khiết, nói âm khí. Tôi rất hiếu kỳ ông là người của thế lực nào. Còn nữa, quy định của liên minh mà ông nói cũng chỉ là cái cớ, xem ra ông không biết thân phận của tôi. Nói tới đây, Đinh Dũng nhếch miệng cười. Quy định của liên minh chính là do Đinh Dũng đặt ra, có trái với quy định hay không, anh đương nhiên biết rõ. Không ngờ cậu cũng có bản lĩnh đấy, thấy một kim của mình không trúng Đinh Dũng, Đường Khiết dù vẫn không thay đổi nét mặt nhưng ông ta lại nheo mắt, nhìn Đinh Dũng bật cười, tôi là Đường Khiết khách khanh của Thiên Âm Môn. Liên minh được tổ chức là để các thế lực bắt tay nhau đối đầu với bên ngoài chứ không phải để xảy ra nội chiến. Đã phạm quy thì phải chịu phạt, dứt lời, Đường Khiết hắng giọng, chắp tay ra sau thản nhiên nói, cậu có nhận phạt không? Thiên Âm Môn, tôi khuyên Thiên Âm Môn của các ông tốt nhất đừng đụng vào tôi, trong đầu Đinh Dũng chợt hiện về hình ảnh đầy yểu điệu của Trần Khả Hân, anh nhếch miệng cười lãnh đạm nói, nếu không thì, cho dù Trần Đại Mỹ Nữ xuất hiện cũng không bảo vệ nổi cho ông đâu. Hừ, nói năng ngông cuồng, Đường Khiết vốn dĩ chỉ tối sầm ánh mắt nhưng lúc này nghe Đinh Dũng nói vậy, ông ta phẫn nộ vô cùng. Chỉ vào Đinh Dũng mà nạt, dám tỏ thái độ bất kính với thượng tộc, đáng chết. Đường Khiết là khách khanh của Thiên Âm Môn, ngày thường cao cao tại thượng, kể cả là đệ tử của Thiên Âm Môn gặp ông ta cũng phải cung kính gọi một tiếng sư thúc. Chưa bao giờ ông ta phải chịu sự khinh thường thế này nên lúc này lửa giận bốc lên đầu, ông ta hắng giọng, dựa vào cậu mà cũng đòi là đối thủ của tôi. Tôi là khách khanh của Thiên Âm Môn, cậu cho rằng cậu là đối thủ của Thiên Âm Môn chúng tôi sao? Cho dù Thiên Âm Môn thế nào thì tôi thấy ông cũng không phải là đối thủ của tôi, Đinh Dũng lắc đầu cười nói. Hỗn xược, Đường Khiết nghe Đinh Dũng nói vậy thì tối sầm mặt lại. Tiểu tử không có nhận thức, cậu là người của gia tộc nào mà dám như vậy với Đường Lão? Có biết như vậy sẽ gây bất lợi cho gia tộc của cậu không hả? Lý Phong né người sau Đường Khiết, nhếch miệng cười lạnh lùng, nạt tôi khuyên cậu tốt nhất nên chịu trói đi, tới dập đầu xin lỗi, chúng tôi còn có thể tha cho cậu một mạng. Không sai, nếu như giờ cậu đến dập đầu thì tôi có thể nể mặt liên minh không xử lý cậu, nhưng nếu cậu vẫn cố chấp thì đừng trách tôi không nể tình, dứt lời, mắt Đường Khiết nhìn Đinh Dũng với vẻ ngạo nghễ, đôi tay ông ta chắp ra sau, bộ dạng cao cao tại thượng. Tôi thấy ông mới hỗn xược, thấy Lý Phong và Đinh Dũng dám bắt Đinh Dũng dập đầu tạ tội, Thổ Bồi hắng giọng chỉ vào bọn họ, có tin tôi ấn đầu các người xuống không hả? Câu này của Thổ Bồi mang theo sát khí vô hình. Sát khí toát ra từ người hắn, như ập vào hai người kia. Khí thế mạnh quá, Đường Khiết tái mặt, khó chịu lùi về sau. Lý Phong cũng lùi về sau vài bước, mặt tái mét, giây phút vừa rồi, tim ông ta như nhảy lên đến tận cổ, sát khí đó như ác ma nhảy ra khỏi địa ngục, cứ thế bóp lấy cổ Lý Phong khiến ông ta cảm thấy khó thở. Khí tức này không phải người thường có được, đây chắc chắn là khí tức xuất phát từ một kẻ đã giết không biết bao nhiêu người nên mới có được. Duy chỉ có người đi ra từ núi xác biển máu mới có thể cảm nhận được sát khí đó khủng khiếp đến mức nào. Kể cả là mấy người phía Hàn Phương Nhiên không bị sát khí này nhằm vào nhưng mặt cũng tái nhợt cả đi, đặc biệt là Hàn Phương Nhiên mặt mày vô cùng khó coi, vì cô không biết tại sao, giây phút này cô có cảm giác rất ghét Thổ Bồi. Cảm giác này xuất phát từ sâu trong lòng, khiến Hàn Phương Nhiên vô thức lùi sau hai bước, giống như thể chỉ cần gần Thổ Bồi cũng là một việc khiến cô chán ghét vậy. Lúc này hơi thở của Hàn Phương Nhiên cũng trở nên gấp gáp hơn, máu trong cơ thể cũng chảy nhanh hơn. Vốn dĩ Thổ Bồi còn nhìn Lý Phong và Đường Khiết với khuôn mặt lạnh lùng, lúc này đột nhiên cảm nhận được cơn đau ở lưng, hắn ta đột nhiên quay đầu lại phía sau, khi ánh mắt dừng lại ở phía Hàn Phương Nhiên, hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt. Đây là sức mạnh gì vậy? Thổ Bồi nhìn chằm chằm vào Hàn Phương Nhiên mà cau mày. Hắn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh khiến hắn ghét bỏ và khó chịu trên người Hàn Phương Nhiên.
và lại luồng sức mạnh đó còn đối chọi gay gắt với cơ thể bằng máu của hắn. Thổ Bồi, bắt ông ta lại, Đinh Dũng liếc nhìn Thổ Bồi, sau đó chỉ vào Đường Khiết mà nói, tôi lại muốn xem một lão già như ông lấy đâu ra dũng khí. Vâng, Thổ Bồi thu ánh mắt về, bật cười tôi độc nhìn Đường Khiết. Cảm nhận được ánh mắt của Thổ Bồi, Đường Khiết chợt giật mình, có điều ông ta vẫn không hề tỏ ra sợ hãi. Đường Khiết là khách khanh của Thiên Âm Môn, nếu như bị mấy tên tiểu bối này dọa mà bị đồn ra ngoài thì sẽ trở thành trò cười cho người ta, có điều Thổ Bồi đằng sau lớp mặt nạ quả thực đã khiến Đường Khiết không khỏi ngỡ ngàng. Vì Thổ Bồi quá thần bí, toàn thân ẩn dưới lớp áo choàng đen, mặt còn đeo mặt nạ quỷ, người ta chỉ có thể trông thấy đôi mắt lạnh lùng vô tình của hắn. Lúc này dưới chân Thổ Bồi như có cơn gió lướt qua, hắn di chuyển nhanh chóng về phía Đường Khiết, mỗi một bước chân đặt xuống gần như đang dẫm đạp vào trái tim Đường Khiết khiến tim ông ta đập mạnh, Thổ Bồi càng lại gần, mặt Đường Khiết càng tái nhợt đi, ông ta vội nạt, giả thần giả quỷ. Dứt lời, Đường Khiết không đợi Thổ Bồi lại gần mà đạp vào mặt đất, đôi tay thoát ẩn, sau đó hai cây phi đao bay ra rạch vào không trung, cứ thế đâm vào ngực Thổ Bồi. Không thể phủ nhận, thủ pháp ám khí của Đường Khiết lại thần bí đến vậy, có lẽ ông ta đã đạt cảnh giới võ đạo đại sư, tốc độ của hai cây phi đao này quá nhanh, kể cả là Thổ Bồi cũng không kịp phản ứng lại, hắn ta chỉ có thể vô thức giơ tay ra bắt. Nhưng Thổ Bồi chỉ bắt trúng một cây đao, còn cây đao còn lại cứ thế đâm vào ngực hắn. Thú vị đấy, Thổ Bồi phi con dao xuống đất, sau đó đặt tay vào ngực, nếu như ai có thể nhìn thấu qua lớp áo choàng thì nhất định sẽ sợ mất hồn. Chỉ thấy Thổ Bồi dù bị dao đâm trúng nhưng không hề thay đổi thái độ, cứ thế dùng tay rút con dao đâm vào ngực mình ra ngoài, đồng thời phần thịt bằng máu ở ngực hắn cứ thế nhanh chóng liền lại. Đây hoàn toàn là điều phi lý, nếu như người thường bị đâm như vậy thì cho dù không chết cũng sẽ bị thương, nhưng Thổ Bồi lúc này lại bình an vô sự, cứ thế rút con dao ra khỏi ngực. Không thể nào, thấy con dao trong tay Thổ Bồi nhuốm máu, Đường Khiết tái mặt. Ông ta là cao thủ ám khí. Đương nhiên hiểu vết thương để lại trên cơ thể sau khi bị phi đao đâm trúng, lúc này, con dao dài 3 tấc với chất liệu đặc biệt nếu đâm trúng cơ thể người thì hoàn toàn có thể lấy mạng con người ta. Thế nhưng hiện giờ Thổ Bồi lại rút con dao ra ngoài, và lại mặt không hề thay đổi sắc thái. Cảnh này trong mắt Đường Khiết khiến ông ta chợt hoài nghi với thuật ám khí của mình. Giờ đến tôi chưa, giọng nói của Thổ Bồi mang theo sự lạnh lùng khôn tả. Khi hắn cất lời, cơ thể hắn đã tới trước mặt Đường Khiết. Hắn giơ tay ra, chỉ trong chớp mắt, Thổ Bồi đã khiến Đường Khiết sợ thót tim, ông ta vội lùi về sau nhưng không thể né tránh, bị một chưởng của Thổ Bồi đánh vào ngực. Một giọng nói quỷ dị vang lên trong đầu Đường Khiết. Giây phút bàn tay màu máu của Thổ Bồi chạm vào Đường Khiết giống như thể sắt nung màu đỏ vậy, nó khiến làn da Đường Khiết cứ thế cháy thành màu đen, quần áo cũng theo đó mà cháy rụi. A, Đường Khiết bay ra ngoài. Máu tươi sộc ra khỏi miệng, ông ta kêu gào thảm thiết. Mày rốt cục là ai? Sau khi bay ra khỏi đó 7, 8 mét, Đường Khiết mới giật lớp áo ngoài ra, khi thấy phần ngực của mình có dấu tay và đã bị bỏng thành vết thương màu đỏ. Trong đôi mắt Đường Khiết cuối cùng cũng tỏ ra ngỡ ngàng, đừng lại đây, tao là khách khanh của Thiên Âm Môn, là hộ vệ của Thánh Nữ, nếu mày dám giết tao, Thiên Âm Môn sẽ không tha cho mày. Bắt ông ta lại, Đinh Dũng lên tiếng. Thấy bàn tay Thổ Bồi sắp đặt vào đầu Đường Khiết, Đinh Dũng lập tức lên tiếng khiến hắn trấn tĩnh lại tinh thần, hắn thu tay về, sau đó nhấc Đường Khiết lên và đi về phía Đinh Dũng. Mày dám bắt ta, Thiên Âm Môn sẽ không tha cho mày, Đường Khiết không ngừng vùng vẫy, nhưng tất cả đều vô ích, môn chủ gần đây sẽ tới Kim Châu, tới lúc đó mày sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Đinh Dũng không quan tâm đến sự uy hiếp của Đường Khiết, hai tay anh giơ ra điểm liên tiếp vào người ông ta phong tỏa mạch nhâm đốc. Sau đó thu toàn bộ ám khí trên người ông ta về. Không có ám khí, lại không thể thi triển tu vi võ đạo, lúc này, một kẻ bình thường cũng chẳng thể làm gì hơn, giao cho Trương Bồi Sơn trông coi có lẽ không vấn đề gì. Đợi sau khi ra khỏi núi Thiên Sơn, tìm Trần Khả Hân xử lý vấn đề này sau. Bọn họ thì sao, lúc này, Thổ Bồi chỉ vào mấy người Lý Phong đang chuẩn bị bỏ chạy, cứ vậy thả bọn họ đi sao? Trói bọn họ lại, Đinh Dũng nhướng mày. Nhìn về phía Lý Phong và Lý Tiêu. Những người khác Đinh Dũng không quan tâm nhưng hai tên này nhất định phải dạy dỗ lại, dám đụng vào Đinh Tuyết chính là chạm vào vảy ngược của Đinh Dũng. Cũng may Đinh Tuyết không việc gì, nếu không Đinh Dũng sẽ không ngại diệt cả nhà họ Lý. Được, Thổ Bồi gật đầu, sau đó bắt lấy Lý Phong và Lý Tiêu, dùng dây thừng trói lại.
Chẳng mấy chốc, người của Trương Bồi Sơn đã đến, Đinh Dũng đích thân gọi điện thoại, người nhà họ Trương đương nhiên không dám chậm trễ, đợi sau khi giao cả ba người cho nhà họ Trương, Đinh Dũng mới nhìn sang Đinh Tuyết và Hàn Phương Nhiên, ánh mắt đầy lạnh lùng, lên xe, chúng ta xuất phát thôi. Hàn Phương Nhiên và Đinh Dũng nhìn nhau không hỏi thêm gì. Có Đinh Dũng ở đây, những việc này không cần bọn họ phải bận tâm, nghĩ vậy, hai người này không do dự gì thêm nữa, cứ thế quay người lên xe. Vương Siêu đứng ở chỗ ban đầu, nhìn Đinh Dũng với vẻ mặt băn khoăn. Trước đó Đinh Dũng nói muốn cậu ta đi theo người mặc đồ đen này. Đối phương còn chưa di chuyển, cậu ta cũng không dám đi đâu. Không phải lo, Đinh Dũng thấy vậy thì khoát tay, sau đó liếc mắt sang Thổ Bồi. Cảm nhận được ánh mắt của Đinh Dũng, Thổ Bồi nhếch miệng, trong lòng thầm nghĩ, lão tổ tôi hơn nghìn năm nay chưa thu nhận đồ đệ vậy mà lại bảo tôi dạy một tên phàm phu tục tử này sao? Chúng ta đi, mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng Thổ Bồi không dám nói ra, giờ hắn yếu hơn Đinh Dũng, nếu nói ra thì có trời mới biết cái tên hắc tinh này có ra tay với mình hay không. Trước khi thực lực khôi phục, Thổ Bồi không muốn xảy ra mâu thuẫn với Đinh Dũng, dù sao thì đối phương không những có thực lực cao hơn mình mà còn nắm giữ linh hồn của mình trong tay, cho dù ở phương diện nào thì hắn cũng không thể phản kháng lại được. Nghe Thổ Bồi nói vậy, Vương Siêu mới thở phào, lau đi mồ hôi trên trán. Nhìn Đinh Dũng và Thổ Bồi ngồi xuống, cậu ta mới rón rén ngồi cạnh Đinh Dũng. Cậu không sao chứ, sao mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại vậy, thấy Vương Siêu người đầy mồ hôi, Đinh Tuyết hỏi với giọng quan tâm. Nghe hai người kia nói thầm sau lưng, Đinh Dũng lắc đầu, giờ Đinh Tuyết đã lớn rồi, có bạn trai, anh đương nhiên không phản đối. Đinh Dũng cũng thấy cậu thanh niên này không phải là xấu nên mới không nói gì. Núi Thiên Môn cách Kim Châu không xa lắm. Mặc dù những việc trước đó cũng đã làm chậm trễ thời gian nhưng Đinh Dũng lái xe rất nhanh nên chẳng mấy chốc đã tới nơi. Lúc này dưới chân núi đã có không ít người đợi ở đây, chốc chốc lại có thêm một hai người nhập nhóm, và đều là học sinh của Học viện Kim Châu, một số học sinh còn có người nhà đi cùng. Một nữ sinh với cái tên Đình Đình chốc chốc lại nhìn đồng hồ tỏ vẻ khó chịu, hướng dẫn viên cũng thật là, cứ bắt mình phải đợi bọn họ, lẽ nào bọn họ không đến thì chúng ta phải đợi cả ngày sao? Hai, cũng chẳng trách được hướng dẫn viên, nếu muốn trách thì chỉ có thể trách ai đó, trả lại vé tàu, tôi đoán cậu ta còn đang trên đường đi mà ôm ấp ai đó nữa. Đúng vậy, giờ chỉ còn thiếu mỗi đại hoa đán nữa thôi. Vừa nhắc tới Đinh Tuyết, mấy người tối sầm mặt lại, còn cô gái với cái tên Đình Đình nghe thấy mấy từ đại hoa đán thì mặt mày hằn học thấy rõ. Mấy ngày trước, trong cuộc bình bầu chọn ra hoa khôi của tường, cô ta dược chọn là người xinh đẹp nhất lớp thế nhưng lại không được chọn vào bảng vàng. Ngược lại, Đinh Tuyết người gầy như cây tre lại được chọn làm hoa khôi, và còn xếp thứ 9. Mỗi lần nghĩ tới Đinh Tuyết, Đình Đình lại nghiến răng, chắc chắn cô ta phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Nghe Đình Đình nói vậy, mấy người ngồi cạnh xôn xao, một nữ sinh ngồi ngay đó mặt mày cổ quái nói, vậy mọi người nói xem cậu ta có tiền phẫu thuật thẩm mỹ như vậy mà sao bình thường lại tỏ ra tiết kiệm thế? Ha ha! Giả tạo cả thôi, nghe vậy, có người châm chọc. Đúng lúc này, một thanh niên đi tới, lập tức có không ít nữ sinh nở nụ cười ngọt ngào, xấu hổ, nói, em chào hướng dẫn viên ạ. Cậu thanh niên này trông chưa tới 30 tuổi, thân hình cao ráo, lại khí chất ngời ngời. Chúng em không đợi được nữa đâu anh hướng dẫn viên ơi, thấy hướng dẫn viên đi tới, Đình Đình lập tức nói. Xem còn thiếu ai, cậu hướng dẫn viên kia nghe xong thì sững người một lát, cau mày. Nói, vừa rồi tôi nhận được tin Ngải Mễ và Lý Tiêu gặp vấn đề trên đường, tạm thời không đến được. Ngoài Đinh Tuyết và Vương Siêu thì những người khác đều đến rồi, lúc này, Đình Đình lên tiếng, bọn họ thật quá đáng, để bao nhiêu người chúng ta phải đợi như vậy. Hướng dẫn viên nghe vậy thì gật đầu nói, bạn ấy và Vương Siêu có chút việc gấp nên đi xe riêng đến, có lẽ sẽ đến sớm thôi, Trương Đình, hay em gọi điện cho hai bạn ấy xem thế nào. Trương Đình vốn dĩ mặt mày đã tức tối sẵn. Lúc này thấy hướng dẫn viên nhắc tới Đinh Tuyết thì càng bực bội hơn. Hừ, tôi nói từ trước cậu ta không phải người tốt rồi mà, còn đi dụ dỗ Vương Siêu, mấy ngày trước Vương Siêu còn tặng quà cho cậu ta, còn nộp cả phí sinh hoạt cho cậu ta đến mức một ngày ăn có mỗi một bữa cơm. Cậu ta không xứng để tôi gọi điện thoại. Đúng vậy, nghe nói bố mẹ cô ta chết sớm, chỉ còn một tên anh trai ăn hại, còn đi ở rể nữa, một cô gái mập mạp nở nụ cười gian dảo nói. Đúng lúc này, ở phía xa vang lên tiếng động cơ, ngay sau đó, một chiếc xe màu đen đỗ ở chân núi.
Cũng coi như đến đúng giờ, Đinh Dũng nhìn thời gian, thở phào. Đinh Tuyết vừa đến đã tìm được đoàn của mình. Đinh Tuyết, cuối cùng cậu cũng đến rồi, ở gần Đinh Dũng có vài cậu nam sinh thấy Đinh Tuyết thì lập tức đi tới đón. Vừa thấy Vương Siêu đi cạnh Đinh Tuyết, bọn họ liền cau mày nhưng khi thấy Thổ Bồi, bọn họ lại tái mặt cả loạt. Mặc dù Thổ Bồi mặc áo choàng đen nhưng lại đeo mặt nạ quỷ khiến người ta có cảm giác khó chịu, đặc biệt là những người này đều là học sinh, vốn dĩ nhát gan, lúc này thấy Thổ Bồi thì khựng lại, không ai dám đi về phía trước. Đình Đình nghe tin Đinh Tuyết tới thì cũng đi đến, thấy mấy người bên cạnh Đinh Tuyết thì bật cười lạnh lùng, Đinh Tuyết, cậu hay đấy, để bọn tôi đợi một mình cậu. Thật xin lỗi mọi người, do mình không tốt, mình sẽ mời mọi người ăn cơm chuộc lỗi sau nhé. Cát, một kẻ nghèo kiết xác như cậu mà đòi mời cơm sao? Lẽ nào tìm được hoàng tử giàu có rồi, nói rồi, Trương Đình nhướng mày khiêu khích Vương Siêu, nhếch miệng mỉa mai. Đinh Tuyết tìm được chàng trai giàu có thì có khác gì cắm sừng Vương Siêu. Lúc này một cô gái đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt kỳ quái, Đinh Tuyết, cậu nhìn lại đám bạn của cậu xem, lại còn mặc áo choàng đeo mặt nạ, chơi trò thần bí à? Sao, có ý kiến gì à? Đinh Tuyết còn chưa trả lời thì Thổ Bồi đã lên tiếng, giọng nói đầy u ám khiến người ta cảm thấy khó chịu. Lúc này Trương Đình cũng thấy ớn lạnh, cô ta sợ hãi, vô thức lùi về sau, cau mày nói, đây là người ở đâu ra vậy? Tổ chức ra hoạt động này là để chúng ta có thể được vui chơi chứ không phải để cậu mang đám bạn lang sói của mình đến làm hỏng tâm trạng của chúng tôi, Trương Đình hằn học nhìn Đinh Tuyết. Đinh Tuyết thực sự bị chọc tức, mắt cô đỏ lên. Đinh Dũng thấy vậy thì đi đến vỗ vai Đinh Tuyết, sau đó nhìn Trương Đình mà lạnh giọng, cô là ai? Là hướng dẫn viên à? Không phải, Trương Đình sững người, vô thức lắc đầu. Thế nhưng cô ta còn chưa phản ứng lại thì Đinh Dũng đã hắng giọng, đã không phải hướng dẫn viên thì liên quan gì đến cô. Và lại, lần này trường cho phép dẫn người trong gia đình cùng đi kia mà. Lời của Đinh Dũng khiến Trương Đình đỏ tái mặt, cô ta nắm chặt tay, nghiến răng. Hai, các người làm gì thế hả, ai cho các người đụng đến con gái tôi, thấy con gái bị Đinh Dũng chèn ép, người phụ nữ trung tuổi vội đi tới bảo vệ con gái mình, tôi thấy cậu tưởng rằng nho nhã lắm. Ai ngờ lại cục xúc như vậy. Các người là cái thá gì, có tin một câu nói của tôi khiến các người không vào được núi không hả? Nghe mẹ Trương Đình nói vậy, mọi người đều bàn tán xôn xao. Trương Đình ở trường rất nổi tiếng vì bố mẹ cô ta là thành viên hội đồng quản trị, nếu như không phải tính cách cô ta quá khó ưa lại thêm bình thường nhân duyên không tốt thì sao cô ta có thể không lọt top khoa khôi được. Xin lỗi, tôi không biết bà là ai. Tiểu Tuyết, em đi báo danh với hướng dẫn viên. Hỏi bọn họ xem có lên kia không, nếu không lên kia thì chúng ta đi trước. Đúng lúc này, cậu thanh niên hướng dẫn viên đẹp trai đi tới, nhìn thấy Đinh Tuyết thì hỏi, các em đến lúc nào thế? Chúng em mới tới ạ, thấy cậu thanh niên hướng dẫn viên, Vương Siêu chủ động nói, xin lỗi anh, để anh và các bạn phải đợi lâu rồi ạ. Không sao, đến là tốt rồi, cậu hướng dẫn viên kia cười nói, sau đó nhìn sang Đinh Dũng và Hàn Phương Nhiên, đặc biệt khi thấy Hàn Phương Nhiên. Cậu ta ngừng một lúc rồi mới hỏi, mấy vị đây là? Đây là anh trai em, đây là chị dâu em, Đinh Tuyết giới thiệu, sau đó nhìn sang Thổ Bồi, do dự một lát, đây cũng là một người anh trai của em. Nghe vậy, cậu hướng dẫn viên kia mới gật đầu, tươi cười nhìn sang Thổ Bồi một lát rồi mới nhìn Đinh Dũng mà giơ tay, chào anh, tôi là Lưu Diệp, là hướng dẫn viên lần này, cũng là giáo vụ của Đinh Tuyết. Chào anh, tôi là Đinh Dũng gật đầu, bắt tay Lưu Diệp. Mọi người đã tới đông đủ cả rồi thì chúng ta lên núi thôi, Lưu Diệp cũng không chần chừ thêm, vừa đi vừa lẩm nhẩm, không biết hôm nay thế nào mà người đến lại ít vậy. Nghe vậy, Đinh Dũng liền cau mày, anh nhìn ngọn núi, mặc dù vẫn hoài nghi nhưng cố kiềm chế thắc mắc trong lòng. Trương Đình thấy thầy giáo của mình bỏ qua cho Đinh Tuyết thì hằn học, mẹ cô ta vội an ủi, đương nhiên không thể bỏ qua, bọn họ nhất định phải xin lỗi chúng ta. Trên thực tế, Đinh Tuyết cũng không hề tới muộn mà do bọn họ đến quá sớm cho nên mới thấy thời gian trôi qua lâu. Lưu Diệp đương nhiên biết mẹ của Trương Đình là ai, bà ta là một trong những cổ đông của trường, người khác có thể cậu ta không sợ nhưng vị này cậu ta thật sự không dám đụng vào. Nghĩ vậy, Lưu Diệp lại nhìn sang Đinh Dũng với vẻ mặt bất lực, định nói gì lại thôi. Cậu ta không muốn thấy Đinh Tuyết bị mất mặt trước nhiều người như vậy nhưng mẹ của Trương Đình thì cậu ta lại không dám đụng vào. Nếu không thì cậu ta đừng mong làm tiếp công việc này nữa. Thấy vẻ mặt gượng gạo đó của Lưu Diệp,
Đinh Dũng mới lên tiếng, đã hẹn 11 giờ, giờ mới 11 giờ 5 phút, chúng tôi không hề đến muộn, không biết bạn học này có ý định gì với Tiểu Tuyết mà dây dưa mãi chuyện này không thôi vậy. Đúng vậy, có chút chuyện nhỏ mà không bỏ qua. Cậu cũng có phải lạ gì tính cách xấu xa của cậu ta đâu, chắc chắn là cố ý lấy cớ thôi. Không giành được vị trí hoa khôi mà. Mặc dù tiếng xôn xao của đám nam sinh rất khẽ nhưng vẫn có câu lọt vào tai Trương Đình, cô ta tối sầm mặt nói với mẹ mình, mẹ, bọn họ thật quá đáng, mẹ gọi cho chú, con không muốn thấy bọn họ ở núi Thiên Môn nữa. Được, các người cứ đợi đấy, mẹ Trương Đình lạnh giọng, nhìn giáo viên hướng dẫn với vẻ mặt ngạo nghễ, cậu có biết núi Thiên Môn là địa bàn của ai không? Hôm nay không được sự cho phép của tôi thì đừng ai mong lên núi. Nói rồi, bà ta rút điện thoại ra gọi vào một số, sau vài câu trao đổi, bà ta bày ra bộ mặt ngạc nhiên, gì cơ? Ân thiếu gia cũng ở đó. Thật tốt, chúng tôi đang ở đường lên núi. Hừ, các người cứ đợi đấy, ân thiếu gia cũng tới đây, hôm nay các người chết chắc rồi. Người phụ nữ trung tuổi chống nạnh, bộ dạng cao cao tại thượng nhìn mấy người phía Đinh Dũng. Nếu các người đến quỳ xuống xin lỗi mẹ con tôi thì việc này có thể cho qua, nếu không thì đợi ân thiếu gia đến xử lý các người đi. Trương Đình nghe tới ân thiếu gia thì mừng ra mặt, cô ta từng nghe mẹ mình nói ân thiếu gia và nhà mình có mối quan hệ thân thiết, cô ta vẫn luôn muốn theo đuổi người ta nhưng chỉ tiếc vẫn chưa có cơ hội. Giờ một cơ hội tốt như vậy, đương nhiên phải thể hiện rồi. Thế rồi cô ta liếc nhìn sang giáo vụ của mình là Trương Đình. Trước đây cô ta vẫn cho rằng thầy giáo mình anh tuấn tài hoa nhưng so với ân thiếu gia lại kém xa một trời một vực. Nhà họ Ân, Đinh Dũng nghe thấy cái tên này thì sững người, trong đầu hiện lên hình ảnh ngang ngược bá đạo. Ân thiếu gia, lẽ nào là tên đó, vừa nghĩ, Đinh Dũng vừa hắng giọng nhìn mẹ con Trương Đình mà lắc đầu, điềm tĩnh nói chúng tôi không có thời gian mà lãng phí với hai người. Nếu hai người không lên núi thì chúng ta đi trước thôi, nói rồi. Đinh Dũng liếc nhìn Lưu Diệp sau đó tất cả quay người đi về phía bán vé. Thấy Đinh Dũng không quan tâm tới mình, mẹ con Trương Đình tức tối, châm chọc, hôm nay bà ở đây xem ai dám bán vé cho các người. Bà ta vừa dứt lời, một cô gái trong quầy bán vé đứng dậy cau mày nói, chị là ai? Dựa vào cái gì mà không cho tôi bán vé? Đúng lúc này, một cô gái khác ở quầy bán vé bên cạnh đi tới, nhìn hai mẹ con Trương Đình mà nịnh nọt ton hót, đây không phải chị Phùng sao? Cơn gió nào đưa chị đến đây vậy ạ? Đây là chị Phùng, chị dâu của chủ tịch Trương, vừa nói, cô gái vừa liếc mắt ra hiệu cho bạn mình. Cô này nghe xong thì tái mặt, biết được mẹ Trương Đình có mối quan hệ thân thiết với chủ tịch Trương, cô ta lật mặt còn nhanh hơn lật sách, ôi em chào chị, em mới đến đây hai ngày, đúng là có mắt mà không biết núi Thái Sơn, xin chị Phùng đừng chấp em làm gì. Vậy còn tạm được, mẹ Trương Đình hắng giọng, chỉ vào Đinh Dũng. Hôm nay không được bán vé cho mấy người bọn họ. Vâng, chị Phùng, nghe vậy, cô gái kia vội gật đầu. Không bán thật sao, Đinh Dũng cau mày, hạ giọng, khu di tích danh lam thắng cảnh mở cửa đón khách mà lại đối xử với khách như vậy à? Nghe Đinh Dũng nói vậy, cô gái kia mới cười lạnh lùng, chỉ vào Đinh Dũng mà nói, đắc tội với chị Phùng mà còn muốn vào núi. Tôi khuyên anh ở đâu thì về đấy đi, nhà quê. Đã không bán thì đợi đấy cho tôi. Tôi xem ân thiếu gia của các người là ai, Đinh Dũng hắng giọng. Những người này đã muốn chơi thì anh sẽ chơi với bọn họ tới cùng. Anh, hay là thôi, em đi xin lỗi bọn họ, cũng chẳng có gì mà, Đinh Tuyết kéo áo Đinh Dũng, khẽ giọng nói, đều do em không tốt, chẳng dễ gì mới đi chơi một chuyến lại để anh với chị dâu thêm rắc rối rồi. Tiểu Tuyết, tin anh em đi, anh nhất định sẽ giải quyết việc này, không để bọn họ lên mặt với mình vậy được, Hàn Phương Nhiên nói. Những người này nhằm vào Đinh Tuyết, nếu Đinh Dũng không ra mặt cho Đinh Tuyết lần này thì sau này bọn họ nhất định sẽ càng lấn tới. Đinh Dũng không cho phép em mình sống trong bóng của kẻ khác. Đúng lúc này, ở phía xa có tiếng xe đi tới, ngay sau đó, 3, 4 chiếc xe lần lượt đi rất nhanh về khu bán vé. Một người đàn ông trung tuổi bụng phệ bước xuống, xung quanh ông ta còn có vài vệ sĩ và một người thanh niên dáng vẻ cao ngạo đi bên cạnh. Đằng sau người thanh niên là một người đàn ông chừng hơn 50 tuổi. Mặc dù người này đầu đã bạc trắng nhưng dáng đi oai phong, vô cùng vững chãi, trông như thanh niên với cơ thể cường tráng vậy. Chú đến rồi, thấy người đàn ông trung tuổi bụng phệ, mẹ Trương Đình bày ra bộ mặt ấm ức. Bộ dạng đó đâu giống với dáng vẻ chị dâu gặp chú em kém tuổi.
Rõ ràng như kiểu một cô gái gặp người trong mộng nên khiến không ít người xung quanh trông thấy mà mặt mày tỏ vẻ kỳ lạ. Thế nhưng vì thân phận của người kia như vậy nên bọn họ chẳng dám nói gì. Hừ, tôi lại muốn xem là ai dám đụng đến bọn họ, người đàn ông trung tuổi hắng giọng, hùng hổ đi tới. Chú, chính là bọn họ, Trương Đình nhìn người đàn ông trung tuổi, vội chỉ vào Đinh Dũng, sau đó nhìn sang người thanh niên bên cạnh chú mình, hỏi, vị này là Ân thiếu gia sao ạ? Ha ha, cháu gái ngoan, nghe Trương Đình nói vậy, người đàn ông bụng phệ bật cười, sau đó nói với người thanh niên bên cạnh mình, Ân thiếu gia, đây là con gái của anh trai tôi. Đinh Đinh, vị này là Ân thiếu gia, còn không mau chào, nói rồi, ông ta vẫy tay với Trương Đình. Nghe chú mình nói vậy, Trương Đình mừng quính, vội đi tới, cố ý bày ra bộ dạng yểu điệu, chào Ân thiếu gia. Ân Oánh Ly nhướng mày nhìn Trương Đình, mắt hắn sáng cả lên. Giây phút Trương Đình xoay hông gợi cảm, đôi mắt hắn như có ngọn lửa bùng lên đầy dạo dực. Mặc dù Trương Đình không quá xinh đẹp nhưng cơ thể lại đường nét, kể cả là Ân Oánh Ly nhìn thì cũng không khỏi liếm miệng. Nghe nói hai người gặp rắc rối, nói cho bổn thiếu gia biết, ai dám đụng tới hai người, mặc dù Ân Oánh Ly bừng bừng ngọn lửa trong lòng nhưng hắn vẫn biết tuần tự trước sau, nên ho hắng một tiếng rồi bày ra bộ dạng chính nghĩa. Thấy Ân Oánh Ly chú ý đến mình, Trương Đình đắc ý, lập tức chỉ vào Đinh Dũng, chính là bọn họ, Ân thiếu gia, anh nhất định phải bảo vệ em. Yên tâm, cho dù là ai, đụng đến hai người thì cũng là không nể mặt tôi rồi, tới lúc đó Ân Oánh Ly vừa nói vừa nhìn sang Đinh Dũng. Khi ánh mắt hắn dừng lại ở Đinh Dũng, hắn đột nhiên thay đổi thái độ, lời nói đến miệng chợt khựng lại, sau đó hắn nuốt nước bọt cái ực. Là anh, Ân Oánh Ly chột dạ, cho dù thế nào hắn cũng không thể ngờ nổi người mình gặp lại là Đinh Dũng. Đinh Dũng thấy Ân Oánh Ly thì nhếch miệng cười, Ân thiếu gia, chúng ta lại gặp mặt rồi. Thiếu chủ, cậu quen hắn sao? Người đàn ông đứng cạnh Ân Oánh Ly tiến lên, cau mày hỏi. Ông ta có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh chèn ép mình, cảm giác này chỉ xuất hiện khi ông ta đối mặt với gia chủ mà thôi. Mặc dù Đinh Dũng không cố tình để lộ tu vi nhưng anh cũng không cố tình che giấu, vì vậy đối phương mới có thể cảm nhận được sự đè nén của cảnh giới kim đan. Có điều, người đàn ông kia vẫn trấn tĩnh lại, thầm nhủ, hãy còn trẻ như vậy, cùng lắm mới chỉ là võ đạo đại sư thôi. Kể cả mạnh hơn mình một chút thì mình cũng là võ đạo đại sư, đối phó cũng không khó, nghĩ vậy, ông ta lại yên tâm hơn. Nghe người đàn ông hỏi, Ân Oánh Ly khẽ giọng nói, hắn ta chính là người mà trước kia tôi từng nói với ông, đến từ thành phố Kim Châu nhưng không thể tra ra được bất cứ tung tích nào. Cái gì, hắn chính là người đánh bại Tần Thiếu Phong? Người đàn ông kia kinh ngạc, mặc dù Tần Thiếu Phong là võ đạo đại sư mới, kinh nghiệm có thể chưa dày dặn nhưng dù là ông ta thì cũng chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm thì mới chiến thắng được. Trước khi Ân Oánh Ly từng nói Tần Thiếu Phong bị tên này chèn ép, không phải là đối thủ của hắn. Ân thiếu gia, nghe nói cậu đến để đối phó với tôi, Đinh Dũng nhếch miệng cười. Khi anh nghe Trương Đình nói Ân thiếu gia đến là đã đoán ra Ân Oánh Ly rồi. Lúc này sau khi xác nhận, trong lòng anh lại thoải mái hơn. Tên này trước đó đã tận mắt chứng kiến anh ra tay đánh bại Tần Thiếu Phong, cũng biết mối quan hệ của anh và các gia tộc lớn nên nhất định không thể dễ dàng bỏ qua cho anh được. Ân thiếu gia, chính là bọn họ không những bắt mẹ con em đợi lâu mà còn không thèm xin lỗi, nói hai mẹ con em không ra gì, không xứng để được xin lỗi, Trương Đình chỉ vào Đinh Dũng, thêm mắm dặm ngói. Ban đầu Ân Oánh Ly còn ngỡ ngàng nhưng sau khi định thần lại, hắn liền bật cười lạnh lùng với Đinh Dũng, Đinh Dũng. Không phải anh thấy đánh bại Tần Văn Minh thì cho rằng mình là thiên hạ vô địch chứ? Núi cao còn có núi cao hơn, Ân Oánh Ly cười lạnh lùng, tôi khuyên anh đừng có đụng đến tôi, nếu không thì nhà họ Ân không dễ bắt nạt như nhà họ Tần thị đâu, tới giờ mà còn chưa cho người đi dạy dỗ anh. Thấy chú Ân đằng sau tôi chưa? Chú là một trong 10 đại cao thủ của nhà họ Ân, không phải Tần Thiếu Phong có thể so sánh được đâu, tốt nhất lập tức xin lỗi Đình Đình, nếu không đừng trách tôi không nể tình. Chú Ân mà hắn nói tên là Ân Giao, lần này ông ta đi cùng để bảo vệ cho Ân Oánh Ly. Nghe Ân Oánh Ly nói vậy, Ân Giao tỏ vẻ mặt tôi độc. Nhưng kể cả là ông ta cũng không chắc có thể đối phó được với Đinh Dũng, huống hồ bên cạnh Đinh Dũng còn có một tên đeo mặt nạ quỷ với khí tức dị thường như thế kia. Thiếu gia, hay là Ân Giao do dự, định khuyên Ân Oánh Ly đừng vì một người con gái mà đắc tội với cao thủ nhưng ông ta còn chưa nói xong thì Ân Oánh Ly đã đi lên trước. Chắp tay nhìn Đinh Dũng cười lạnh lùng,
tôi không biết anh đạt cảnh giới gì nhưng nếu đánh bại được Tần Thiếu Phong thì ít nhất cũng phải trên võ đạo đại sư, không biết anh dùng cách quái quỷ gì mà đạt được. Nói rồi, Ân Oánh Ly đảo mắt, nói anh có dám dùng thực lực võ sĩ đỉnh phong đấu với tôi không? Nếu như đánh thắng tôi thì tôi có thể thả các người, Ân Oánh Ly như sợ Đinh Dũng không đồng ý nên mới nói thêm. Cảnh giới của Đinh Dũng rất cao, hắn ta không phải đối thủ nhưng hắn tự tin nếu Đinh Dũng dùng thực lực đỉnh phong thì nhất định không phải đối thủ của hắn. Ân Oánh Ly là ai? Đó là nguồn của nhà họ Ân bồi dưỡng ra, gốc rễ không biết thâm sâu hơn những người khác bao nhiêu lần. Nếu không phải thời cơ chưa đến và chưa lên võ đạo đại sư thì Đinh Dũng sao có thể lên mặt với hắn được? Không cần chủ tử ra tay, tôi xử lý hắn là được. Lúc này, Thổ Bồi đột nhiên đứng ra, hạ giọng nói với Đinh Dũng, sau đó lại nhìn sang Ân Oánh Ly, tôi dùng thực lực võ sĩ đỉnh phong đấu với cậu. Anh là ai? Ân Oánh Ly cau mày, hắn ta muốn giết Đinh Dũng mà tên này lại ra mặt nên hắn bất giác cảnh giác hơn. Tôi là người tùy tùng của anh Đinh. Thực lực của anh Đinh mạnh hơn tôi gấp trăm lần, nếu cậu đến tôi mà còn không đánh được thì đừng làm mất mặt mình ở đây nữa, Thổ Bồi kiên nhẫn nói. Vừa nói Thổ Bồi vừa cố gắng kiểm soát tu vi của mình và nén xuống trạng thái võ sĩ đỉnh phong. Nếu không phải đứng trước mặt nhiều người và Đinh Dũng trước đó đã dặn hắn không được giết người thì hắn đã cho tên này xong đời từ lâu rồi. Sau khi cảm nhận được sự thay đổi của Thổ Bồi, Ân Oánh Ly nhếch miệng, hắn không ngờ tên này lại dám hạ tu vi của mình như vậy. Hừ, đã muốn chết thì tao cho mày toại nguyện, nghĩ vậy, Ân Oánh Ly không do dự thêm nữa, cứ thế lao như mũi tên về phía trước. Ân Oánh Ly đột nhiên ra tay gần như không cho Thổ Bồi bất cứ cơ hội phản ứng, nhưng chỉ trong thời gian ngắn như vậy, Thổ Bồi đã nhanh chóng đạp mạnh xuống đất, thoát ẩn thoát hiện, lùi về sau. Dựa vào sức mạnh chẳng đáng là bao của Ân Oánh Ly đương nhiên không thể khiến Thổ Bồi chịu bất cứ thương tổn gì. Cơ thể Thổ Bồi dừng lại. Sau đó hắn lại lao thật nhanh về phía trước, đánh thẳng vào ngực Ân Oánh Ly, khiến tên này bay ngay ra ngoài. Ọc, máu tươi chảy ra ròng ròng, mặt Ân Oánh Ly tái mét. Thấy Thổ Bồi lại xông lên lần nữa, hắn chợt hét lên, chú Ân, cứu cháu. Nghe tiếng kêu cứu của thiếu chủ, Ân Giao tái mặt, lập tức lao như mũi tên về phía trước. Nhưng tốc độ của Thổ Bồi lại quá nhanh, trước khi Ân Giao phản ứng. Bàn tay hắn ta đã giáng một chưởng vào ngực Ân Oánh Ly khiến hắn bay tiếp đi lần nữa. Bịch, Ân Oánh Ly ngã ra đất. Mặc dù Thổ Bồi không dùng sức quá mạnh nhưng vẫn khiến lục phủ ngũ tạng của hắn như muốn vỡ tung. Giây phút sau đó, Ân Giao đứng chắn trước mặt Ân Oánh Ly, mặt mày biến sắc nhìn Thổ Bồi, các hạ muốn đối đầu với nhà họ Ân sao? Sao, thua mà không phục à, Thổ Bồi cười lạnh lùng. Ân Giao cũng tối sầm mặt. Nhìn chằm chằm vào Thổ Bồi hồi lâu, cơ thể thiếu gia quý hơn ngàn vàng, không phải người mà loại phàm phu tục tử có thể đụng tới, nếu để gia chủ biết thì các người không yên đâu. Mặc dù trong lòng thầm nhận thua nhưng trước mặt bao nhiêu người như vậy, ông ta lại không dám cúi đầu. Có điều, Ân Giao không ngờ rằng Thổ Bồi nghe vậy thì bật cười, không hề nể nang gì, đắc tội nhà họ Ân thì đã sao. Đừng nói một nhà họ Ân, kể cả là đám gia tộc Quy Ẩn kia thấy tôi cũng phải cúi đầu. Người khác có thể không biết đến gia tộc Quy Ẩn nhưng Ân Giao là cao thủ, từng tiếp xúc với những nhân vật trong các gia tộc đó nên hiểu sức mạnh của họ ra sao. Bình thường bọn họ tự nhốt mình trong núi, không ra ngoài, duy chỉ có trường hợp hy hữu mới sai người xuống núi thăm dò. Đinh Dũng nhìn Thổ Bồi với vẻ mặt kỳ lạ, sau đó nghĩ về lai lịch của hắn xong thì cũng không cảm thấy khác thường nữa. Với tu vi và thân phận của Thổ Bồi, hắn biết những việc này cũng là chuyện thường tình. Chỉ là lúc này nói ra lại khiến Đinh Dũng nhớ về những chuyện cũ. Nói năng ngông cuồng, dựa vào cậu mà đòi đối đầu với đại tộc. Ân Giao hắng giọng, phất tay áo, dám đánh thiếu gia nhà họ Ân bị thương, nhà họ Ân quyết không bỏ qua. Vậy ông muốn sao? Nghe Ân Giao nói vậy, Thổ Bồi tiến lên trước. Hành động này của hắn không chỉ mang theo khí thế đầy mình mà còn khiến Ân Giao chột dạ, trong lòng thấp thỏm không yên. Đặc biệt ông ta càng có cảm giác cần đề phòng hơn với một người thực lực không hề kém hơn Thổ Bồi là Đinh Dũng. Nghĩ vậy, ông ta nhanh chóng đưa ra quyết định. Gia chủ nhà chúng tôi đang bế quan, chúng tôi không tính toán với các cậu, đợi gia chủ xuất quan, các cậu không yên ổn được đâu. Dứt lời, Ân Giao cứ thế kéo theo Ân Oánh Ly chạy nhanh như bay biến khỏi nơi này. Giờ chúng tôi có thể mua vé được chưa? Đinh Dũng nhìn cô gái bán vé mà hỏi. Ha ha ha. Đương nhiên có thể rồi, đúng lúc này, người đàn ông trung tuổi bụng phệ cười gượng gạo,
mở cửa núi để làm ăn, đâu thể không bán vé chứ. Hôm nay tôi đứng ra, giảm giá cho các vị một nửa. Cho dù thế nào ông ta cũng không thể ngờ người nhà họ Ân lại không phải là đối thủ của cậu thanh niên này, chắc chắn mấy người này không hề đơn giản. Ông ta thầm chửi hai mẹ con Trương Đình gây thêm rắc rối cho mình. Cảm ơn, Đinh Dũng gật đầu nói. Sau khi mua vé, anh liền dẫn mọi người lên núi. Mẹ con Trương Đình lúc này không dám nói lời nào, đặc biệt, khi nhìn ra ánh mắt của người đàn ông kia, bọn họ còn thấy run sợ. Chúng ta cũng lên kia thôi, Lưu Diệp nhìn mẹ con Trương Đình sau đó lại nhìn về nơi sâu nhất, ánh mắt đầy ý tứ sâu xa. Vị trí của ngọn núi này không quá cao so với mực nước biển, sườn núi lại thoải, nằm ở nơi nhiều núi ít nước nên khách du lịch tới đây không nhiều. Có điều cảnh sắc ở đây lại rất đẹp, cả đoàn người đi vào chốc chốc lại dừng lại chụp ảnh, có điều không ai nhận ra bầu trời trên núi đã có từng đám mây đen vần vũ kéo đến, càng lúc càng dày hơn. Trời tối dần, tiếng sấm cũng rền trong không trung. Hàn Phương Nhiên bất giác cau mày, sắp mưa rồi sao? Không thể nào, bản tin dự báo thời tiết nói hai ngày nay nắng mà, vừa nói, Đinh Tuyết vừa rút điện thoại ra nhìn nhưng phát hiện điện thoại không có tín hiệu. Đinh Dũng cau mày. Nhìn lên trời, trong lòng có một dự cảm chẳng lành. Thổ Bồi cũng nhìn theo, sau đó nhanh chóng tới bên Đinh Dũng, chủ tử, tiếng sấm này rất khác thường, không giống như sắp đổi trời mà ngược lại giống. Nói tới đây, giọng Thổ Bồi chợt khựng lại, cơ thể bằng máu của hắn rất nhạy cảm với mọi sự thay đổi của đất trời. Hắn có thể cảm nhận được thiên uy khủng khiếp trên bầu trời kia. Giáng kiếp, Đinh Dũng nhướng mày. Hiện tượng này thông thường chỉ xuất hiện khi có tam tai lục kiếp và thiên kiếp giáng xuống, nhưng tam tai lục kiếp chỉ xuất hiện khi có người luyện khí đột nhiên đột phá cảnh giới. Những người tu luyện võ đạo hiện giờ sẽ không xuất hiện tam tai lục kiếp được vì hiện giờ thực lực của những người tu luyện võ đạo căn bản không thể vượt qua được kiếp nạn này, và lại giới tu luyện võ đạo cũng không giống như những người luyện khí, có tạo hóa đoạt thiên địa, cho nên sẽ không bị trời đất bài trừ. Trong ngọn núi thiên môn này lẽ nào còn có đại yêu hay tu sĩ độ kiếp? Có điều, suy nghĩ này vừa xuất hiện thì Đinh Dũng đã gạt nó đi ngay tức thì bởi linh khí quá ít trong trời đất này không thể xuất hiện tam tai lục kiếp được. Trên núi thiên môn này nhất định xảy ra chuyện bất thường rồi. Trước đó tứ đại danh sơn ở Giang Bắc dị biến, lẽ nào núi thiên môn cũng sắp dị biến? Rất có khả năng, mặc dù ngọn núi này không hẳn là ngọn núi thiên phú nhưng địa thế đẹp, núi trải dài về phía tây. Giống như đầu rồng vươn ra xa. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng màu tím xé ngang bầu trời, sau đó là tiếng rền vang trên đỉnh núi. Rầm, cũng không biết tia chớp kia có đánh trúng đỉnh núi hay không nhưng cảnh này trong mắt tất cả mọi người khiến ai nấy đều phải kinh ngạc. Mau chạy, đột nhiên ở phía xa vang lên tiếng thét thất thanh, sau đó 7, 8 người vội chạy xuống núi. Chạy đầu tiên là người đàn ông trung tuổi, thấy mấy người phía Đinh Dũng. Ông ta vội xua tay, mau xuống núi, bên trên xảy ra chuyện rồi. Sét đánh vào đỉnh núi rồi, chắc chắn trong núi có gì đó. Đến cái cây cổ thụ cũng bị đánh cho tơi tả, ông ta vừa nói vừa chạy thục mạng. Mọi người mau chạy đi, nếu không lát nữa rắc rối to đấy, nói rồi, hai người chạy sau cũng không dám chậm trễ. Hàn Phương Nhiên nghe vậy thì do dự, hay chúng ta về đi, trời có vẻ sắp mưa rồi. Đúng vậy, anh, chúng ta về thôi. Mặc dù không nỡ nhưng thấy sắc trời tối dần, Đinh Tuyết cũng quyết định quay về. Lúc này mấy người phía Lưu Diệp nhìn nhau ngơ ngác, vốn dĩ đợi rất lâu mới có được chuyến đi thế này mà lại gặp tình huống như vậy. E rằng lần này chúng ta không chơi được rồi, chúng tôi quyết định quay về. Chẳng còn cách nào khác cả, Lưu Diệp lắc đầu, nhìn đỉnh núi với ánh mắt kiên định. Thầy Lưu Diệp, thầy thấy nên thế nào ạ? Đinh Tuyết nhìn Lưu Diệp hỏi. Vì cô nhận ra Lưu Diệp không những không có ý định quay về mà thậm chí vẻ mặt kiên định hơn, lẽ nào Lưu Diệp định lên núi? Tôi thấy càng vào tình huống thế này, chúng ta càng nên dũng cảm tiến lên phía trước. Tôi thấy sắc trời này mặc dù khác ban đầu nhưng không giống như sắp mưa, quả nhiên Lưu Diệp lắc đầu nói. Lời nói của cậu ta kéo theo không ít sự chú ý của những người khác, đặc biệt là những fan nữ trung thành của mình. Bọn họ lựa chọn ủng hộ Lưu Diệp vô điều kiện. Tôi đi cùng thầy giáo vụ lên núi, nếu có thể chụp một vài thứ hay ho thì nói không chừng danh tiếng của chúng ta còn vang xa nữa. Đúng vậy, cơ hội tốt thế mà, tôi cũng sẽ không bỏ lỡ. Nghe mấy cậu nam sinh nói vậy, không ít người thêm lời, bầu không khí rộn ràng hơn hẳn. Những nam sinh này mới chỉ 18, 19 tuổi,
nhiệt huyết hãy còn hừng hực trong người. Thấy vậy, Lưu Diệp thoáng qua ánh nhìn khác thường, cậu ta cười nói, được, quả nhiên không hổ là học sinh của Lưu Diệp tôi đây. Mọi người cùng tôi lên núi. Lên núi. Nhất định phải lên núi. Cả đoàn người hăm hở hô lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 24.